Chào mừng bạn đến với kênh Lão Trịnh. Các bạn đừng quên để lại bình luận dưới video, like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những bộ truyện hay hơn nhé. Cảnh quay chuyển hướng, khung cảnh tiếp theo là nhà Giang Lưu Huỳnh, là một căn hộ rộng rãi được trang trí đơn giản. Thành thật mà nói, chỉ nhìn cách bài trí phòng khách thôi thì hoàn toàn không thấy chút hơi thở cuộc sống nào. Ngoài những đồ nội thất cần thiết thì không có bất kỳ thiết bị giải trí nào khác. Điều chứng minh có người ở đây chính là các đang ngồi trên ghế sofa. Và Giang Lưu Huỳnh người vừa bước ra khỏi phòng vẫn mặc đồ ngủ muốn ăn gì cô dựa vào cửa hỏi từ khi có thêm người trong nhà cô không tự nấu ăn nữa các không quay đầu lại không cần suy nghĩ liền đáp cùng chị được vậy ăn đồ hoa giang lưu huỳnh như đã quen rồi lấy điện thoại ra đặt món trên ứng dụng đặt đồ ăn trong khi đó các đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến máy giặt rồi bắt đầu phơi đồ anh ta cũng không hiểu tại sao ava lại cố tình làm ban công để phơi đồ ở nước họ người ta toàn dùng máy sấy, nhưng bây giờ anh ta đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tổ chức cũng chưa giao nhiệm vụ mới cho anh ta. Thực ra, như vậy cũng tốt. Mọi người xem livestream không bỏ sót khoảnh khắc khóe miệng các khẽ nhếch lên, đây là lần đầu tiên họ thấy tên Kiệm Lời lạnh lùng này lộ ra biểu cảm như vậy. Sự tương tác giữa hai người dường như trong vài ngày ngắn ngủi đã tạo nên một sự thông hiểu kỳ lạ. Không xem thì không biết, xem rồi tim tôi tan chảy luôn rồi, làm người sao lại đẹp trai đến thế. Giờ là phơi đồ sau này là này 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 giang lưu huỳnh dễ dàng có được mọi thứ mà hai người này thật xứng đôi chú chó trầm lặng và cô chị dịu dàng cặp đôi này tốt hơn tên nam phụ gian xảo bạch ly gấp trăm lần bạch ly bị nhắc đến thì tức đến nỗi nổi cả ba ngọn lửa gì mà chú chó trầm lặng nói khó nghe thì đó là con chó săn của người khác còn là con chó bị bệnh về trung tâm ngôn ngữ cũng xứng với a huỳnh nực cười chỉ có anh ta mới là người xứng đôi nhất với huỳnh huỳnh họ đều là những người tài giỏi bẩm sinh cùng thông minh, cùng xuất sắc, chỉ cần hai người họ cùng hợp tác thì công nghệ do họ tạo ra nhất định sẽ thay đổi thế giới. Nhưng trước đó, anh ta cần phải khiến Lưu Huỳnh hoàn toàn gạt bỏ những hiểu lầm. Thế nhưng vì livestream mất kiểm soát mà mối quan hệ giữa họ đã rơi vào điểm đóng băng, dù anh ta có cách thôi miên để Lưu Huỳnh quên đi cũng không thể bịt miệng thiên hạ được. Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nghĩ đến điều này Bạch Ly liền bực bội, đặc biệt là sự xuất hiện của tổ chức và các càng khiến anh ta cảm thấy kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thực chất nguồn gốc của sự sợ hãi này đến từ những điều không lường trước được mà Giang Lưu Huỳnh trải qua. Năm đó Bạch Ly chỉ biết Bạch Hoài Sơn lấy việc đưa Giang Lưu Huỳnh ra nước ngoài học tập làm điều kiện để nhận nuôi cô bé. Và trong những năm đó, để che giấu sự thật, Bạch Hoài Sơn đã cho anh ta vào công ty thực tập trước, những nhiệm vụ liên tiếp đã chiếm hết thời gian và sức lực của anh ta. Nếu tôi biết sớm hơn rằng Huỳnh Huỳnh bị Bạch Hoài Sơn bán ra nước ngoài thì liệu tất cả có xảy ra không? Bạch Ly không khỏi tự nhủ, đồng thời tưởng tượng càng nghĩ anh ta càng hận bản thân năm đó tại sao lại nhất định muốn giang lưu huỳnh làm em gái mình tại sao lại nhất định phải xin phép bạch hoài sơn nếu như năm đó anh ta nhìn rõ được tâm tư của mình thì sao có thể mất cô ấy bên cạnh cô ấy cũng sẽ không xuất hiện nhiều người khó chịu như vậy đồ ăn đến rồi món hoa luôn thơm ngon hấp dẫn các vốn không quen ăn cơm nhưng mấy ngày nay đã ăn hết mấy bát cơm họ không cho anh ăn à thấy có hạt cơm dính trên má anh ta giang lưu huỳnh không nhịn được hỏi các ngạc nhiên lắc đầu đôi mắt to tròn ngơ ngác khiến giang lưu huỳnh không đành lòng trêu chọc anh ta cô chỉ vào mặt anh ta dính cơm lên mặt rồi kìa các đưa tay lên lau mặt đầu ngón tay dính một hạt cơm khuôn mặt vừa rồi còn ngây thơ nay lập tức tối sầm lại anh ta đã rất lâu rồi không mất bình tĩnh như vậy trước mặt người khác là đứa con được ông già đỡ đầu dạy bảo tận tình lễ nghi của anh ta được học theo tiêu chuẩn hoàng gia giang lưu huỳnh cũng không biết anh ta đang nghĩ gì mà tâm trạng lại xuống dốc như vậy thầm cảm thán tâm tư đàn ông thật khó đoán À đúng rồi, đã lâu như vậy mà người tổ chức vẫn chưa liên lạc với anh sao? Anh chắc chắn họ sẽ không tìm đến anh chứ? Đây là điều Giang Lưu Huỳnh lo lắng nhất, để một quả bom lớn như vậy ở nhà, cô không thể nào yên tâm. Sợ tổ chức sẽ giống như tên biến thái Bạch Hoài Sơn, cấy chip vào người các. Các, không có, chắc chắn. Nói xong lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Giang Lưu Huỳnh, rồi hỏi: "Bây giờ cô không rất nổi tiếng sao? Ca sĩ?" các cũng không hiểu tại sao người phụ nữ đến từ trung quốc này lại kỳ lạ như vậy người bình thường bỏ trốn đều chọn cách về nước ngay lập tức cô ta lại đi làm ca sĩ còn vô tình đến hòn đảo nguy hiểm đó anh biết à giang lưu huỳnh cười gượng gạo ban đầu là để trao đổi lợi ích với gris nhưng bây giờ thực ra nổi tiếng lại có lợi cho tôi anh tin không giang lưu huỳnh thu lại nụ cười nói nghiêm túc sự biến mất của một người có thân phận luôn quan trọng hơn một kẻ lang thang vô danh còn lý do cô không về nước chủ yếu là vì bạch hoài sơn trong người cô vẫn còn chip do ông ta cấy vào ai biết ông ta có bắt cô lại rồi bán đi lần nữa không trốn ở mỹ ít nhất cũng cho cô thời gian tìm cách lấy chip ra gris -E đã giúp cô tìm bệnh viện rồi không có gì bất ngờ thì mấy ngày nữa là có thể loại bỏ hoàn toàn các cúi đầu tiếp tục ăn cơm thực ra anh ta không biết nhưng rất nhiều người trong tổ chức biết nhưng hiện tại thực sự không có cách nào đối phó với cô ta quản lý của cô ta chưa bao giờ để cô ta ở một mình và căn hộ này có hơn 1.000 camera và hàng trăm tay săn ảnh đang ẩn nấp để chụp ảnh riêng tư. Đây chính là khu nhà ở dành cho người nổi tiếng của Mỹ. Giang Lưu Huỳnh biết GRIS sắp xếp cô ở đây cũng là vì rất coi trọng cô. Tinh, chuông cửa reo lên, người có thể đến đây chỉ có GRIS, đúng là nói cao cao thì cao cao đến. Giang Lưu Huỳnh lặng lẽ đứng dậy lấy đồ ăn của các, rồi lấy nước. Khi chuẩn bị lấy chén của anh ta thì các lại kéo lại, mở to mắt như thể muốn nói hết mọi điều. Mau đưa đây không phải tôi không trả lại cho anh đâu không thì người ngoài nhìn thấy rồi tôi giải thích thế nào giang lưu huỳnh nói xong liền giật lấy nào ngờ không giật được sau vài giây rằng co các mới chịu buông tay ánh mắt tội nghiệp như chú chó con xem ra họ thực sự không cho anh ăn giang lưu huỳnh vừa cảm thán vừa cho đồ ăn vào túi đựng đồ ăn rồi buộc lại cốc 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 tiếng chuông cửa dần trở thành tiếng gõ cửa có vẻ như người bên ngoài sắp hết kiên nhẫn rồi mở cửa giang lưu huỳnh nói rồi nhanh chóng đến bên tai các thì thầm Bên ngoài là quản lý của em, anh trốn trong phòng đừng lên tiếng, em đi mở cửa. Cô dường như đã chắc chắn người đến là GRIS, người đã liên tục gọi điện thoại thúc giục cô đi làm mấy ngày nay. Nhưng khi cô mở cửa thì lại phát hiện không phải anh ta, là một người phụ nữ. Người phụ nữ châu Á. Giang Lưu Huỳnh chắc chắn mình chưa từng gặp cô ta. Chào chị, chị là. Vừa dứt lời, đối phương đột nhiên cúi sâu xuống trước mặt Giang Lưu Huỳnh, đúng 90 độ, mái tóc đen dài thẳng mượt vốn được cài trên ngực gần như che khuất cả khuôn mặt. Vốn dĩ cô ta đã đeo kính dâm che khuất nửa mặt. Giang Lưu Huỳnh tưởng cô ta sẽ tự đứng dậy, nào ngờ người phụ nữ này lại dừng lại đến tận một phút. Thật kỳ lạ, nhưng cô từng đột nhập vào hệ thống của tổ chức, trong đó không có người phụ nữ châu Á nào cao 1m75, có vết bỏng ở tay và nốt ruồi ở gáy. Vì vậy, đúng lúc này, một cuộc gọi đến. Giang Lưu Huỳnh định xử lý xong việc trước mặt rồi mới nghe, nhưng người phụ nữ kia lại khoát tay, tôi không quan trọng. Rồi lại ra hiệu mời cô nghe máy. Hóa ra là người Nhật. Giang Lưu Huỳnh hiểu ra liền lùi lại vài bước rồi nghe máy, nhỏ giọng hỏi. Tiểu An, sao vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc và an tâm, biểu cảm An Tiểu Đức lập tức trở nên muốn khóc. Chị, chị đại, chị à, nếu em làm một việc, ngu ngốc thì chị có giận không? Ừm, tùy vào mức độ ngu ngốc. Chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ Nhật Bản kia? Giang Lưu Huỳnh nghĩ vậy, trong đầu hiện lên vô vàn khả năng, nhưng dù là khả năng nào thì người trước mặt cũng không liên quan gì đến An Tiểu Đức. Nói đi, em không có nhiều thời gian để đoán an tiểu đức vẫn ấp úng cuối cùng dưới sự ép hỏi của giang lưu huỳnh mới kể hết mọi chuyện em em đã bán bức tranh chị để quên ở công ty rồi an tiểu đức vừa xấu hổ vừa lo lắng hét lên khuôn mặt nhăn nhó đến mức nhắm cả mắt lại dường như không dám đối mặt với hiện thực sự im lặng đáng sợ nhất vừa lúc anh ta tưởng mình xong đời thì ừ rồi sao nữa thực ra lúc nãy giang lưu huỳnh đang nhớ lại cô vẽ tranh từ bao giờ cuối cùng cũng tìm được trong ký ức đã bị lãng quên 2 năm, hóa ra đó là bức tranh cô định nộp bài thi. Bán rồi thì bán thôi, có người mua thì em cũng không ngờ. An Tiểu Đức không thể tin nổi mà mở một mắt ra, nhìn thấy màn hình điện thoại mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại chứ không phải gọi video. Nhắm mắt cũng vô ích. Nhưng chị Đại đã nói vậy thì chắc không sao rồi. An Tiểu Đức vỗ ngực, nói: "Được rồi được rồi, em nói rồi mà, người phụ nữ Nhật Bản mua tranh của chị là nói khoác thôi, lại còn tìm chị còn đến tận cửa nhà chị nữa, chị đang ở khu nhà ở cao cấp nhất nước Mỹ, làm sao cô ta tìm được. Biểu cảm Giang Lưu Huỳnh cứng đờ, đứng bất động tại chỗ như một pho tượng. Chị nói, người mua tranh là người Nhật, cô ta còn nói sẽ đến tìm chị. Cô do dự hỏi, khi nói đến ba chữ người Nhật thì vô thức ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng ở cửa. Ánh mắt đối phương dường như chưa bao giờ rời khỏi người Giang Lưu Huỳnh, đúng lúc cô ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Giang Lưu Huỳnh có thị lực rất tốt, có thể nhìn rõ qua kính dâm nụ cười nịnh nọt trong mắt cô ta và vùng da quanh mắt phải đầy sẹo. Không trách cô ta đeo kính dâm. Vừa lúc cô đang suy nghĩ, có chuyện gì vậy? Có lẽ vì nhìn lâu quá nên người phụ nữ lịch sự hỏi một câu. Không biết có phải người bên đó nói chuyện đều dùng âm lượng lớn hay không, dù hai người không quá gần nhau nhưng điện thoại vẫn thu được âm thanh. Và chính xác chuyển vào tai An Tiểu Đức. Dù anh ta không hiểu tiếng Nhật nhưng vẫn phân biệt được, trong đầu lập tức hiện ra ba chữ. Xong, rồi, đấy. Chị Đại, nghe em giải thích, em tuyệt đối không tiết lộ thông tin của chị. Là con nhỏ Nhật Bản đó tự tìm ra, chắc chắn. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên một giọng nữ xen vào. Mày câm miệng, đừng lừa em gái tao. Rõ ràng là lúc đó mày nói với con nhỏ đó là họa sĩ sống ở Mỹ, còn nói thêm gì đó đại loại như chỗ ở của người giàu có. An Tiểu Đức nghe vậy liền hoảng hốt, hét lên. Mày nói bậy, tao không có, tao, tao chỉ nói là không ở trong nước thôi, chị Đại hu 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 em biết sai rồi đây không phải là. Gần đây em hơi thiếu tiền, thôi hu 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 em không biện bạch nữa, chị đại muốn giết muốn mổ em đều không chống cãi. Việc này quả thực là lỗi của anh ta, là anh ta quên chưa gỡ tranh xuống. Vì gần đây công ty sắp phá sản, anh ta định bán đồ dùng văn phòng lấy tiền. Kết quả lại thấy bức tranh đó, trông cũng khá đẹp, dù sao chị đại cũng mất tích rồi, bán được vài chục tệ cũng tốt. Gỡ xuống chưa được bao lâu thì chị đại lại liên lạc. Chưa kịp gỡ tranh xuống thì đã có một người phụ nữ Nhật Bản hỏi mua. 20 vạn tệ, anh ta, anh ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều mà bán luôn. Bán xong mới nhớ đến chị Đại vừa liên lạc, định tìm thời gian nói với chị ấy, nhưng người phụ nữ Nhật Bản nhất định phải gặp họa sĩ. Vì thế anh ta định nói vị trí của chị Đại cho cô ta để dọa cô ta, "Hu hu hu chị ơi, em thực sự không biết bảo vệ khu nhà của các chị làm sao lại để cô ta vào được, không phải bảo vệ khu nhà của các chị rất tốt sao?" Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Giang Lưu Huỳnh lại im lặng. Đã lớn rồi mà sao vẫn như trẻ con thế, đừng khóc nữa. Không sao đâu, chị sẽ tự nói chuyện với cô ta. Càng nghe vậy An Tiểu Đức càng thấy ái náy, nhưng Giang Lưu Huỳnh đã cúp máy trước. Xem xong đoạn này, mọi người xem livestream cũng im lặng một lúc lâu, bình luận mới lại xuất hiện. Bức tranh Giang Lưu Huỳnh vẽ lúc học lớp 10 đã bán được 20 vạn rồi. Nếu cô ấy tiếp tục theo đuổi hội họa thì bây giờ không phải là hàng triệu rồi sao? Cắt, chỉ là một bức tranh thôi mà, có lẽ là cô ta ngu nên mới cho rằng nó đáng giá 20 vạn. Nói thật, cô ta cũng không phải người nổi tiếng gì, tranh của Giang Lưu Huỳnh dù có giá trị thì cũng không đáng giá đến vậy. Giang Thục nhìn thấy những lời lẽ miệt thị đó liền đập bàn. Những người này thật là mù quáng, chỉ cần kỹ thuật hội họa của Huỳnh Huỳnh thì 20 vạn là quá ít, hơn nữa lúc đó. Cô ấy, dùng loại màu kém chất lượng, môi trường học tập tệ hại như vậy, thầy cô bình thường. Mỗi lần nhớ đến đều thấy lạnh cả người. Nếu như lúc đó bà giữ cô bé bên cạnh. Giang Thục không dám nghĩ nữa, bà thà tự mình tìm cách bù đắp còn hơn là tưởng tượng sửa lại sai lầm ban đầu việc đã qua không thể thay đổi hối hận bây giờ vẫn chưa phải lúc trên màn hình người phụ nữ lại cúi đầu ngẩng lên thì kính dâm đã không cánh mà bay khỏi mặt cô ta tiền bối xin chào tôi bạch điểu hội lý là họa sĩ người nhật xin hãy nhận em làm đệ tử tiếng hoa vụng về nghe rất khó hiểu vì không phải tiếng nhật nên không có phụ đề may mà trợ lý ảo tinh tinh đã chu đáo thêm phụ đề nên mọi người mới hiểu được rồi hiểu được thì lại sững sờ kinh ngạc hội lý tiền bối hội lý không thể nào, đây không thể là bạch điều hội lý của chúng ta. Ip Nhật Bản, đúng vậy. Tiền bối bạch điều của chúng ta trông như thế này, kèm ảnh. Ip Nhật Bản. Điều này có khác gì đăng ảnh xấu của Giang Lưu Huỳnh đâu? Cô đang làm trò gì vậy? Mọi người nhìn thấy phiên bản lâu en của Giang Lưu Huỳnh thì trong lòng nổi lên vô số cảm xúc. Nhưng ngoài sự ngạc nhiên thì còn nhiều hơn cả sự xấu hổ. Bởi vì bạch điều hội lý mà họ tìm được trên bách khoa toàn thư hóa ra lại là một họa sĩ tài giỏi, một đại sư hàng đầu mà một vị đại sư như vậy lại đích thân tìm đến giang lưu huỳnh để xin làm đệ tử mọi người cảm thấy họ đã xem rất nhiều ký ức của giang lưu huỳnh nhưng hiểu biết về cô ấy lại rất nông cạn cô chấp cho rằng cô ấy đáng thương nghèo khổ ủy khuất luôn cho rằng giang lưu huỳnh như vậy không nên xuất sắc nên giống như những người sống ở khu ổ chuột những kẻ lang thang vô gia cư nhưng hành động này có khác gì với nhà họ giang có lẽ điểm khác biệt duy nhất là giang tư niên và những người khác khi biết giang lưu huỳnh trở nên xuất sắc như vậy thì phản ứng đầu tiên là kích động tự hào, ái náy. Còn những người xem náo nhiệt này lại thấy không cam lòng, ghen tị. Đương nhiên, phần lớn người xem mạng vẫn tốt, phần lớn những người vui mừng cho Giang Lưu Huỳnh đều cảm thấy xúc động. Và một loại, không ai giúp ta lên cao, ta tự mình bước trên tuyết đến đỉnh núi, sự chua sót. Xin lỗi, tôi không nhận đệ tử. Giang Lưu Huỳnh lịch sự cười gượng. Không phải cô khinh thường ngoại hình của đối phương, mà là hành động của cô ta khiến cô rất khó chịu. Không nói không rằng đến cửa rồi nói muốn làm đệ tử, và còn một điểm đáng sợ hơn, cô ấy chưa từng tiết lộ vị trí cụ thể của mình cho An Tiểu Đức, chỉ nói chung chung khu vực. Hơn nữa, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, cô ta có thể tìm đến đây nhanh chóng và chính xác như vậy, phần lớn là có hậu thuẫn. Chị xem này, ở đây không có dụng cụ vẽ nào cả, chị không vẽ tranh nữa. Giang Lưu Huỳnh đột nhiên quay người chỉ vào phòng khách trống không, không những không có dụng cụ vẽ, ngay cả bút thông thường cũng không có. Có lẽ lo lắng Bạch Điểu hội lý sẽ cứ nặng nặc đòi vào phòng kiểm tra, nên cô ấy lại bổ sung thêm một câu. "À còn nữa, tôi không hiểu tiếng Nhật, chúng ta khó giao tiếp, nhưng đối với Bạch Điểu Hội Lý thì câu cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần học thêm một ngoại ngữ thôi mà. Nếu có thể giúp cô ta đột phá thì có khó khăn gì. Nhưng vấn đề bây giờ là tay đối phương. Thực sự không có chút trai sạn nào do cầm bút, nếu lâu ngày không luyện tập thì dù có tài năng đến đâu cũng sẽ thoái hóa, cô ta thực sự có thể giúp mình không?" Bạch Điểu Hội Lý suy nghĩ một lúc, vừa lúc Giang Lưu Huỳnh tưởng chuyện này sắp kết thúc định đóng cửa thì chờ đã đối phương đột nhiên dùng tay chặn cửa lại rồi lấy ra từ trong túi một cuộn tranh được đựng trong ống tròn cẩn thận mở ra chỉ vào một vệt đỏ nói cho tôi biết loại màu này ở đâu cô ta tìm khắp thế giới mà không tìm được màu nào giống hệt tươi tắn trói mắt hoàn hảo như vậy cô ta nhất định phải có được nó giang lưu huỳnh nhìn thấy bức tranh đã hai năm không gặp cũng hơi sững sờ đặc biệt là vệt đỏ tươi đó gợi lại cho cô nhiều kỷ niệm giang lưu huỳnh không nhịn được dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên bức tranh ánh mắt đầy phức tạp ở đâu tìm ở đâu bạch điều hội lý lại hỏi trong lòng chỉ muốn có câu trả lời cô ta muốn nói rồi không quên cất tranh đi dường như sợ đối phương sẽ đổi ý không bán tranh đây không phải màu vẽ mà là giang lưu huỳnh chưa nói xong thì chợt nhớ ra bức tranh này dùng máu mà máu tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa sau hai năm rồi mà không hề bị đen đi vẫn y như lúc ban đầu ha ha vì nó đặc biệt nên cô đương nhiên không thể nói giang lưu huỳnh sắp xếp lại lời nói rồi trả lời là nước ép của một loài hoa tôi tình cờ tìm thấy trên núi nhưng bây giờ đã lâu rồi chắc cũng không tìm được nữa màu sắc như vậy có thể thay thế bằng nhiều loại khác cô có thể tìm kiếm kỹ hơn nói những lời này mắt cô vẫn nhìn bạch điểu hội lý không hề nao núng điều này khiến mọi người xem livestream không ngờ tới chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà giờ cô ta đã có thể nói dối trôi chảy như vậy nhưng lần này đa số mọi người lại chọn im lặng bởi vì Giang Lưu Huỳnh không làm sai. Cô ấy chỉ đang bảo vệ bản thân, cũng không làm hại ai cả. Bảo bối nhà tôi thật thông minh, bà già xấu xí mau cút đi đừng quấy rầy nữa. Giang Lưu Huỳnh mau đuổi cô ta đi, con đàn bà này xấu đến mức làm tôi sợ. Ghét nhất người Nhật, cút đi. Nghe lời giải thích của Giang Lưu Huỳnh, bạch điều hội lý cao mày, những vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Người bình thường thấy cảnh này ít nhiều gì cũng sẽ lộ vẻ sợ hãi. Nhưng Giang Lưu Huỳnh lại không bình thường nhận ra ánh mắt thẳng thắn không che giấu của cô biểu cảm bạch điểu hội lý càng thêm phóng đại cười méo mó hỏi tôi có xinh đẹp không im lặng giang lưu huỳnh cũng không biết cô ta phát điên cái gì im lặng đóng cửa lại may mắn lần này bạch điểu hội lý không còn nài nỉ nữa để mặc cô đóng cửa lại rồi đeo kính dâm vui vẻ hát vang rồi đi mất không biết cô ta vui cái gì chẳng lẽ là vì cô nói đó là nước ép hoa nên định đi tìm hoa giang lưu huỳnh nghĩ xong rồi thì xong đời nếu cô ta không tìm được chẳng phải lại đến làm phiền mình lần nữa có nên báo cảnh sát không hay là thôi chuyển nhà thôi giang lưu huỳnh thở dài cam chịu người bình thường gặp chuyện này đều chọn cách báo cảnh sát nhưng đối với giang lưu huỳnh thì chỉ cần mang theo vài bộ quần áo rồi chuyển đến chỗ khác ở thôi cô ấy một thân một mình chính là nhà vốn không có chỗ ở cố định nên đi đâu cũng được trong khi giang lưu huỳnh đang suy nghĩ thì các đã bước ra khỏi phòng nghiêm túc hỏi cô cần tôi giúp cô dọn dẹp người phụ nữ đó không nghe vậy giang lưu huỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên có vẻ như anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng lúc nãy họ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng hoa sao các lại biết tiếng hoa không cần các lại lùng nói rồi quay trở lại phòng có vẻ như cho rằng sự ngạc nhiên của giang lưu huỳnh là do ý nghĩ tàn nhẫn của anh ta hoàn toàn không biết trọng tâm của cô ấy lại ở trên người anh ta giang lưu huỳnh nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo thì biết anh ta đang giận dù không hiểu lý do nhưng ít nhất anh ta vẫn còn lương tâm Giang Lưu Huỳnh nghĩ ngợi rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, gọi về phía cửa. "Cần chứ, ăn xong giúp em thu dọn quần áo nhé, chúng ta chuyển nhà. Đồ ăn sắp nguội rồi đó." Chưa đầy 10 giây đã nghe thấy tiếng khóa cửa mở, ngay sau đó các đã xuất hiện ở bàn ăn, ngồi ngay ngắn, y như một cậu học sinh đang đợi ăn. Ngay cả bản thân Giang Lưu Huỳnh cũng không nhận ra nụ cười của mình tràn ngập sự ấm áp, ánh mắt dịu dàng khiến lòng người sao xuyến. Khán giả xem livestream đều chìm đắm trong đó thậm chí bình luận vì không ai gửi nên đã bị xóa sạch. Hình ảnh sau khi xóa bình luận là khuôn mặt xinh đẹp được phóng to, hoàn toàn phô bày trước mắt mọi người. Cứ như thể lúc này đang nhìn thẳng vào Giang Lưu Huỳnh. Các ngoài màn hình cũng không tự chủ được mà tưởng tượng, tưởng tượng nếu anh ta quay lại 3 năm trước và chị gái anh ta cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời. Là anh ta đã không trân trọng. Khi nắm chặt nắm đấm lại phát ra hai tiếng kích, sau đó một giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống má cậu thiếu niên, rơi xuống không một tiếng động nhưng trong lòng đã nổi sóng gió. Ngay sau đó, cảnh quay đột nhiên thay đổi, cảnh tượng ấm áp vừa rồi biến mất. Thay vào đó là một bức tường đỏ tươi, giống như máu nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Sự thay đổi bất ngờ này khiến mọi người không kịp trở tay, quay đầu lại thì cùng nhau hét lên. A a a ma quỷ a, hu 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 răng lưu huỳnh xuống địa ngục rồi hu hu hu. Ma quỷ, ma quỷ mau biến đi. A à, di đà Phật, Phật tổ phù hộ. Mọi người như vậy là vì Đột nhiên xuất hiện trong ánh đèn sân khấu là một khuôn mặt kinh khủng không thể kinh khủng hơn. Tóc dài rối tung trên vai, khuôn mặt gầy gò trắng bệch như bị rút hết sinh khí, nhưng đôi mắt đen láy lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bạch Điều Hội Lý đang ở trên máy bay riêng nhìn thấy những bình luận này không những không tức giận, mà còn cười quái dị. Ha, ha ha ha, quả nhiên chỉ có thầy mới không ghê tởm em. Câu nói sau rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình cô ta nghe thấy. Người tiếp viên chuẩn bị phục vụ đồ ăn ở cửa khoang nghe thấy tiếng cười quái dị đó thì sững sờ không dám động đậy cả người cứng đờ ở đó cúi đầu làm lơ bí mật bí mật nếu như có người biết ma quỷ trong livestream đang ở ngay trước mặt mình a a a cô ta sợ quá sao nào cô cũng ghê tởm tôi sao vừa lúc tiếp viên đang nghĩ lung tung thì trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một câu như vậy làm cô ta run lên không 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 tôi tôi vừa nãy đang mất tập trung tiếp viên nói lắp bắp tim vẫn đập thình thịch trên trán cũng đã toát ra mồ hôi nhưng bạch điểu hội lý rõ ràng không muốn dễ dàng tha cho cô ta đi thẳng đến trước mặt cô ta nâng cầm cô ta lên điều chỉnh biểu cảm rồi dùng vẻ ngoài giống giang lưu huỳnh nhất hỏi tôi có xinh đẹp không xinh 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 đẹp tiếp viên hầu như không do dự mà trả lời ngay trên mặt đầy nịnh nọt đối với câu trả lời này bạch điểu hội lý dường như đã đoán trước vì thế cô ta lại hỏi với giang lưu huỳnh có xứng đôi không khi nói câu này khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên đỏ bừng mắt hơi cụp xuống che đi sự ngượng ngùng và mong đợi trong mắt. Nhưng tiếp viên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô ta tức giận đến đỏ mặt. Vì sao lại tức giận? Cô yên tâm, Giang Lưu Huỳnh không xinh đẹp bằng cô. Cô ta căn bản không xứng so sánh với cô. Tiếp viên thầm vui mừng cho rằng mình đã an toàn, nhưng thực tế, gọi người đến ném cô ta xuống. Bạch điều hội lý lạnh lùng nói, giống như đang nhìn một người chớt vô giá trị. Ma quỷ trong màn hình chỉ vào bức tường đỏ, những mảnh giáp đen trên làn da trắng bệnh của cô ta rất nổi bật đây là tất cả nước ép hoa đỏ mà tôi tìm được tất cả câu này giống như tự nói với bản thân nhưng giang lưu huỳnh biết cô ta đang đòi cô ấy giải thích nhưng khi cô cúi đầu nhìn thấy vết hằn do dây thừng buộc trên cổ tay mình nhớ lại những chấn động trên đường đi tự nhiên vẫn không hài lòng mà nhìn cô ta dù đối phương đang đeo khuôn mặt đáng sợ đó cô vẫn không chút nào núng mà chất vấn cô bắt tôi đến đây chỉ để tôi nhìn bức tường này sao hơn nữa cô làm sao biết tất cả nước ép hoa trên thế giới đều ở đây dù nói vậy nhưng Giang Lưu Huỳnh vẫn rất khâm phục cô ta. Thực sự đã tìm ra tất cả các loài hoa trên thế giới, còn nhụm đỏ cả một bức tường, ba bức tường còn lại so với nó thì trắng đến phát sáng. Bạch Điều Hội Lý nghe vậy càng thêm tức giận. Chính là vì một câu nói của người phụ nữ này mà cô ta đã vất vả tìm kiếm tất cả các loài hoa, một số loài rất khó tìm cô ta thậm chí đã bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng kết luận lại là, cô lừa tôi, cô lừa tôi. Nói hai lần rồi người phụ nữ tiến đến túm lấy cánh tay Giang Lưu Huỳnh, những chiếc vuốt sắc nhọn gần như đâm vào thịt cô. Á, à, Giang Lưu Huỳnh không nhịn được hét lên. Lúc nãy còn rất kiên nhẫn, sao đột nhiên lại nổi đóa lên? May là cô cũng không hề chuẩn bị gì. Nhưng vừa định lấy thuốc bột giấu trong người thì lại nhớ đến Bạch Điểu Hội Lý rất ngoan cố, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Nếu không được, thì vẫn là Giang Lưu Huỳnh thở dài, cam chịu nói: Tôi có thể dạy cô vẽ, nhưng cô phải cho tôi xem trình độ của cô trước. Không chừng, căn bản không cần tôi dạy. Cô nói sau cô nói trong lòng để đề phòng bạch điều hội lý vì cái gọi là nước ép hoa mà lại làm ra chuyện điên rồ nào đó nhưng đây cũng là sự thật dù sao cô cũng đã hai năm không cầm bút giờ để đối phương vẽ trước không chỉ để nắm chắc tình hình mà cũng để kéo dài thời gian và các anh ta chắc chắn sẽ đến cứu mình ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện giang lưu huỳnh tự giật mình cô chưa từng nghĩ đến việc mình người luôn một mình đối mặt với khó khăn giờ đây lại đặt hy vọng vào người khác khi gặp nguy hiểm đây là một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc giống như có chỗ dựa giống như năm bốn tuổi cô bị mắc kẹt trong chuồng bò một chút hy vọng còn sót lại trong lòng cô đang nhớ ai bạch điều hội lý nheo mắt lại không trả lời trực tiếp đề nghị của cô những vết sẹo trên mặt cũng nhăn lại theo nhưng mắt trái bị bỏng nhẹ hơn khi nheo lại lại có vẻ giống mắt cáo giang lưu huỳnh bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà nghĩ rằng đối phương chắc đang lên kế hoạch giết mình móng tay móng tay rất đẹp giang lưu huỳnh lắp bắp nói hành động lúc nãy cũng chỉ là để giữ mạng không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, nếu biết trước thì nên dùng thuốc mê giấu trong người làm cho cô ta bất tỉnh rồi tính tiếp. Cô có âm mưu gì? Chúng ta ra ngoài thôi. Hai người cùng lên tiếng, câu đầu tiên đương nhiên là của Bạch Điểu hội lý. Sau khi đấu tranh nội tâm, cô ta quyết định người phụ nữ trước mặt chắc chắn có âm mưu gì đó với mình. Nhưng là gì thì cô ta dù suy nghĩ đến cạn óc cũng không nghĩ ra. Mau trả lời tôi, lúc nãy cô tại sao, tại sao lại làm như vậy? bạch điểu nói rồi vô thức đặt tay sau lưng vuốt ve ngón tay vừa bị chạm vào nhận ra mình đang làm gì thì cô ta lập tức tức giận hét lên nói cho tôi biết âm mưu của cô tay cũng lúc này buông ra rồi lại nắm chặt lại giang lưu huỳnh nghẹn lời bị phát hiện nhanh thế sao không thể nào nếu cô ta biết mục đích của mình thì chắc chắn sẽ không nhìn vào vết thương của mình mà cứ nhìn chằm chằm vào miệng mình như vậy chẳng lẽ là sợ mình dùng miệng hạ độc cho cô ta ngược lại rồi tôi Giang Lưu Huỳnh bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối, cuối cùng từ bỏ việc vùng vẫy, nhún vai nói: "Tôi có thể có âm mưu gì, bị cô bắt đến đây rồi thì cũng là tù nhân rồi, cô muốn làm gì tôi cũng được, còn sợ tôi chạy sao?" Bạch Điểu hội lý nghe thấy, muốn làm gì tôi cũng được, một người phụ nữ xinh đẹp nói với người phụ nữ khác như vậy có ý nghĩa gì? Trong đầu những người Nhật Bản nổi tiếng là biến thái lập tức nghĩ ra rất nhiều chuyện kỳ quái, mà, đôi mắt người phụ nữ Trung Quốc này lại trong veo, khiến cô ta trông vô cùng vô tội lại còn làm cho bản thân trở nên thảm hại. Người phụ nữ này quá xảo quyệt, chắc chắn là cố tình nói những lời mập mờ để mình tha cho cô ta. Tôi sẽ không thích cô đâu. Bạch điều hội lý nói xong liền tức giận quay người rời đi, ra khỏi phòng mà không đóng cửa. Giang Lưu Huỳnh ngơ ngác đi theo, nghĩ thầm. Cô đương nhiên sẽ không thích tôi. Bạch điều hội lý hiện tại hối hận đến mức nào thì lúc trước cô ta càng kiêu ngạo bấy nhiêu, cô ta thực sự quá đáng. Không những bắt cóc thầy, còn còn mắng thầy. Xin lỗi, hội lý sai rồi. Cô ta thành khẩn đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu 90 độ trước điện thoại, rồi mới ngồi trở lại chỗ cũ. Nhìn chăm chú vào màn hình với ánh mắt tập trung và say mê, thành tâm đọc lại tên Giang Lưu Huỳnh. Cô ấy là người duy nhất không ghê tởm mình, cũng là người duy nhất đối xử với mình như người thân. Là con gái ngoài giá thú, ngay sau khi sinh ra đã bị mẹ bán cho cha với giá 10 tỷ yên, nhưng cha cô, con cái của ông ta quá nhiều. Khuôn mặt này là do một người chị gái gây ra. Thực ra cô ta đã quên mất mình ban đầu trông như thế nào rồi. Dù sao thì từ khi 6 tuổi, cô ta đã trở thành đống đổ nát, và đống đổ nát thì không ai thích. Cha cô ta thậm chí còn không thèm nhìn một cái liền đưa cô ta đi, cũng từ đó cô ta không còn gặp cha nữa. Rõ ràng người thân của cô ta rất nhiều, nhưng không ai chấp nhận cô ta cả. Là Giang Lưu Huỳnh đã cho cô ta hy vọng được tái sinh. Là thầy đã tái tạo lại cô ta. Câu chuyện này hay không? Bạch điều hội lý chậm rãi kể xong đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười dáng rỡ hỏi tiếp viên suýt bị cô ta ném ra khỏi máy bay còn tiếp viên lúc này đang quỳ trên mặt đất, run rẩy, miệng bị bịt kín bằng băng dính. Nghe thấy câu hỏi của cô ta thì gật đầu lia lịa, có vẻ như bị dọa sợ. Nhưng trong lòng tiếp viên lại hiểu rõ, chuyện nhà họ Bạch Điểu ở Nhật Bản thì ai cũng biết, hoàn toàn không phải như cô ta nói. Rõ ràng nhà họ chỉ có bốn người, lại sống rất hòa thuận, 20 năm trước còn nổi tiếng là một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi xảy ra hỏa hoạn, có vẻ như 10 năm trước, chờ đã, Lúc nãy cô ta nói là hỏa hoạn xảy ra khi cô ta 6 tuổi, nhưng người phụ nữ trước mặt này chắc chắn hơn 16 tuổi. Cô ta, cô ta không phải em gái. Chẳng lẽ là cô ta gây ra vụ hỏa hoạn? Tiếp viên đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của bạch điểu hội lý. Chỉ nhìn nhau một giây thôi mà cô ta đã cảm thấy dùng mình. Về khuôn mặt của người phụ nữ, cô ta không còn thấy đẹp nữa, mà là sự kinh khủng vô tận. Cơ thể tiếp viên không tự chủ được mà lùi lại, bước chân không vững vàng. Cô đoán ra rồi, Bạch điều hội lý thu lại nụ cười, không biểu cảm gì. Tiếp viên nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt không thể giả tạo. Một bóng đen dần dần bao phủ lên người cô ta, bệnh viện, Bạch Ly chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Giang Lưu Huỳnh đến mức sắp gục ngã, tim, mất rồi, tim, mất rồi. Giang Thành Du tên ngốc kia, lại, lại lấy tim của Huỳnh Huỳnh. Mà Huỳnh Huỳnh truyền máu đến giờ đã được hai tiếng rồi, không có tim tạo máu thì cô ấy sẽ chết. Bạch Ly nắm chặt nắm đấm, Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, anh ta cố gắng dùng đau đớn để giữ tỉnh táo, nhưng nỗi đau trong lòng lại lớn hơn nhiều so với sự tra tấn thể xác. Dù lòng bàn tay đã bị cào rách chảy máu anh ta cũng không cảm thấy gì. A a a, cuối cùng Bạch Ly cũng không chịu nổi nữa mà ngửa mặt lên gào thét, nước mắt tuôn trào, lăn xuống má rồi rơi xuống đất. Rầm, đầu gối của người đàn ông quỳ trên sàn nhà, hai tay bất lực ôm lấy đầu, trong phòng phẫu thuật rộng lớn liên tục vang lên những câu chất vấn. Sao tôi lại không chú ý đến Giang Thành Du, lúc trước tại sao tôi lại để anh ta đi bệnh viện khác đi đâu rồi tim của huỳnh huỳnh rốt cuộc đi đâu rồi phải làm sao đừng chớt tôi sai rồi cửa mở toang trợ lý vừa vào nhìn thấy cảnh này thì bước chân chậm lại vài giây nhưng vẫn phải báo cáo những thông tin mình tìm được nếu không sẽ làm chậm trễ bệnh tình của phu nhân vì thế anh ta lắp bắp bước đến nói lão lão bản đã tìm được rồi tim của phu nhân đã bị vứt bỏ rồi nghe vậy trợ lý cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Không biết hôm nay anh ta lấy đâu ra gan, cứng cổ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Giang Tư Niên nói tim rác thì nên ở trong thùng rác, nên hôm qua đã ra lệnh cho bác sĩ vứt tim của phu nhân vào thùng rác rồi, bây giờ có tìm thì cũng, cũng không kịp nữa rồi. kép, 5 kép, là cơ thể thẳng tắp của Bạch Ly cuối cùng cũng gục xuống. Nước mắt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vốn ngay ngắn giờ lại dối bời như chó nhà nghèo dính nước lâu lắm mới tìm lại được giọng nói của mình vứt thùng rác anh ta làm sao tám giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo tiếng khóc nấc cảm xúc của trợ lý dường như bị lây nhiễm cũng rơi xuống một giọt nước mắt cô gái tốt đẹp như vậy nếu nếu không gặp được ông chủ anh ta thì tốt biết mấy không phải anh ta nói khó nghe giang lưu huỳnh rơi vào tình cảnh này thì bạch ly không thể thoát khỏi trách nhiệm thậm chí còn hơn thế nữa anh ta còn là hung thủ gián tiếp nếu như năm đó anh ta vạch trần giang vãn vãn và báo cảnh sát nếu như năm đó anh ta không đưa giang lưu huỳnh về nhà nếu như anh ta sớm nói sự thật cho mọi người biết giang lưu huỳnh sẽ không phải chịu đựng những điều không ra người như vậy cũng sẽ không như bây giờ một chân đã bước vào địa ngục không hay biết khi nào trợ lý đã trách móc ông chủ mình nhưng trước thực tế lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn lão bản ngài có thể đừng khóc nữa không bây giờ điều quan trọng nhất không phải là tìm một trái tim phù hợp cho tiểu thư sao bạch ly lập tức hung dữ quay lại chừng mắt nhìn anh ta gọi là phu nhân trợ lý không nói gì nhưng nụ cười chế giễu trong lòng sắp tràn ra rồi hỏi vậy lão bản ngài khi nào thì cứu phu nhân đây tại sao tim của phu nhân lại bị giang tư niên nhầm tưởng là của giang vãn vãn ngài thực sự không biết sao khuôn mặt bạch ly tái mét anh ta biết anh ta đều biết cả giấy chứng nhận giang vãn vãn bị hôn mê thực vật cũng là do anh ta cho phép bác sĩ làm giả còn người ban đầu là giang lưu huỳnh Bản báo cáo đó thực ra là của Giang Lưu Huỳnh. Tất cả những chuyện này đều xảy ra ở bệnh viện của anh ta, anh ta làm sao có thể không biết. Lão bản ngài còn ngần ngơ gì nữa vậy, tiểu thư sắp chết rồi. Trợ lý không nhịn được mà hét lên. Bạch Ly ngước nhìn lên, mỉa mai nói. Ha, anh hiểu cái gì chứ, không còn gì cả rồi, hết rồi. Trái tim của cô ấy trên đời này chỉ có một, duy nhất vô nhị. Cả máu của cô ấy cũng vậy, duy nhất vô nhị. Đối với máu của người khác, chỉ có thể truyền liên tục để duy trì sự sống, nhưng ngân hàng máu sớm muộn gì cũng hết, người cũng sớm muộn gì cũng. Trợ lý im lặng một lúc, do dự hỏi, là, thí nghiệm của Bạch Tổng sao, vậy ông ta có cách không? Mắt Bạch Ly sáng lên, bước chân không vững vàng đứng dậy từ trên sàn nhà, nắm chặt lấy vai trợ lý. Nhanh, lái xe đưa tôi đến viện dưỡng lão Thanh Vân Sơn. Giọng anh ta không giấu được sự kích động, giống như đã tìm thấy ánh sáng hy vọng. Livestream, mọi người đều bị những lời nói không đâu của Bạch Điểu hội lý làm cho ngơ ngác. Lúc thì nói là sẽ không thích Giang Lưu Huỳnh, lúc thì nói cô ta sẽ không thích ai cả, bảo Giang Lưu Huỳnh đừng khóc. Thực ra chỉ là một giọt nước bắn vào mắt cô ta thôi. Khán giả vừa cười vừa khóc, cũng không ai nói nữ họa sĩ Nhật Bản này lại là người hay tưởng tượng quá chứ. Tôi có một ý tưởng chưa chín mùi, con này bị hủy dung là đồng tính nữ. Ôi trời tốt nhất là đừng, xấu xí như vậy thì sao xứng với huỳnh huỳnh của chúng ta được nhưng mà giờ cô ta xinh đẹp rồi đấy ảnh đây các người xem giống huỳnh huỳnh đến thế đây gọi là vợ chồng son cút đi tôi chỉ cần các em trai và chị gái chúng ta mới là nhất được rồi được rồi tôi vẽ xong rồi đến lượt cô bạch điểu hội lý vội vàng thu bút cô ta luôn một mình vẽ tranh đây là lần đầu tiên bị người khác nhìn mình vẽ ban đầu định đuổi người đi kết quả giang lưu huỳnh lại khóc để được ở lại khóc mà không hề lên tiếng rất đẹp nghe rõ chưa mau lại đây cho tôi, nếu cô dám vẽ không nghiêm túc thì tôi sẽ lột ra mặt cô. Thấy biểu cảm nửa cười nửa không của cô ta, bạch điều hội lý không nhịn được gào lên. Cô ta chưa từng thấy ai hợp với thẩm mỹ của mình như vậy, người phụ nữ trước mặt là người đầu tiên. Nhưng vì đây có thể là người cuối cùng nên cô ta không đành lòng giết. Để làm người mẫu cho mình cũng được. Đến rồi đến rồi. Giang Lưu Huỳnh lại đặt bút lên giấy, dùng bảng màu của bạch điểu hội lý bắt đầu vẽ. Mới vẽ được vài nét thì bạch điểu đã bắt đầu châm chọc vẽ như cô thì không xứng làm thầy tôi đâu nhưng tôi có thể không lột ra cô chỉ cần cô làm người mẫu cho tôi đây là ngày thứ ba giang lưu huỳnh ở bên cạnh bạch điểu hội lý mỗi khi cô định rời đi bạch điểu lại tìm lý do để níu kéo ví dụ như bây giờ thầy thầy xem bức này và bức này nữa phải sửa như thế nào ạ à? giang lưu huỳnh nhìn theo đều là tranh mới vẽ mà càng là tranh mới thì càng nhiều vấn đề người ta học càng ngày càng giỏi nhưng đến lượt bạch điểu hội lý lại hoàn toàn ngược lại chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đều là hàng loạt sản phẩm không chút tâm huyết giang lưu huỳnh đau đầu mà mấy ngày nay đối phương lại cung phụng cô rất tốt nhưng lần này không thể chiều chuộng nữa tôi không thích học trò không có năng khiếu tôi về đây giang lưu huỳnh nói dứt khoát dù đối phương tìm lý do gì cô cũng nhất quyết từ chối đã lâu như vậy không về gris chắc đang lo lắng lắm rồi còn các chắc là anh ta đã đi rồi cô ấy đã để lại rất nhiều dấu vết trên đường đi với khả năng của anh ta thì không thể nào ba ngày vẫn không tìm ra vị trí của mình được. Hoặc là anh ta căn bản không định tìm mình, hoặc là bị tổ chức gọi về rồi, dù sao đó mới là nhà của anh ta. Không, không phải, tôi. Bạch điều hội lý lo lắng vội vàng khoát tay, vội vàng lấy những phế phẩm đó xuống khỏi giá vẽ rồi xé bỏ. Trên đất đầy mảnh giấy vụn, khi cô ta xé đến bước cuối cùng thì Giang Lưu Huỳnh cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản. Được rồi, được rồi, tôi biết cô rất có năng khiếu, nhưng tôi cũng có việc phải làm, Cô có vấn đề gì thì cứ đến căn hộ của tôi tìm tôi. Bạch Điều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến nửa câu sau thì vẫn không kiềm chế được cảm xúc. Dùng sức giữ chặt tay Giang Lưu Huỳnh hét lên. Đừng mà, thầy hiện giờ ở nhà quá nhỏ, không xứng với thầy. Nếu thầy thực sự không muốn về Nhật Bản thì em cũng có thể mua cho thầy một biệt thự ở trung tâm thành phố. Thầy thấy sao? Giọng nói cố ý làm mềm mại, có vẻ như một đứa trẻ đang nũng nịu. Ngoài tính cách ra, Điểm khác biệt lớn nhất so với ngày đầu tiên là kiểu tóc của cô ta. Hai bên má có thêm một lớp tóc dày, vừa vặn che được phần bị bỏng. Giang Lưu Huỳnh đã từng nghe nói đến kiểu tóc này, hình như gọi là kiểu tóc công chúa gì đó, khá phù hợp với cô công chúa trước mặt. Ở đây ba ngày cô cũng đã mở rộng tầm mắt, trong toàn bộ biệt thự không có món đồ nội thất nào dưới một triệu. Ngay cả những vật dụng thông thường nhất cũng đều là hàng hiệu, thầy, bạch điều hội lý nhận thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình, mặt liền tái mét, rụt rè cúi đầu với giọng điệu nịnh nọt cẩn thận hỏi được không ạ à? trung quốc có câu nói người biết thời thế thì là anh hùng thầy là anh hùng phải không ạ à? biểu cảm giang lưu huỳnh lập tức thay đổi từ mạnh mẽ sang khó tin mấy câu trước vẫn bình thường sao câu sao lại tiếng hoa của cô ai dạy vậy bạch điều hội lý nghe vậy thì sự rụt rè biến mất lập tức ngẩng cao đầu vẻ mặt chuẩn bị nhận lời khen nói câu này là do hội lý tự học giang lưu huỳnh nhớn mày thật sao vậy ý của hội lý là muốn đe dọa tôi sao cái, gì, bạch điểu hội lý trợn tròn mắt, sao cô ta dám đe dọa thầy chứ? Cô ta chỉ đang níu kéo mà thôi, cô ta không muốn thầy đi, nhưng tuyệt đối không có ý. Chờ đã, chẳng lẽ là câu này? Cô ta đột nhiên nhớ ra biểu cảm Giang Lưu Huỳnh thay đổi từ lúc đó. Không, thầy nghe em giải thích. Đây, đây là những người Trung Quốc trên Duzin dạy em, họ quá xấu tính, đã dạy hư hội lý rồi. Dầm, tiếng kính vỡ cắt ngang lời giải thích cuống quýt của bạch điểu hội lý, vừa vui vừa giận ai dám quấy dày chuyện tốt của cô ta với thầy chứ tôi đến rồi một giọng nam trầm ấm vang lên từ ngoài cửa sổ rồi xuất hiện một đôi chân dài tiếp đó là mái tóc vàng óng ánh rạng rỡ dưới ánh nắng chiều làm cho mọi người khó có thể nhìn rõ mặt anh ta ava à, tôi đến đón cô đây là câu thứ hai khi người đó từ từ bước vào khuôn mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn trong phòng mọi người mới phát hiện ra người đến chính là các bộ đồ đen quen thuộc nhưng lại dính rất nhiều bụi hơi trắng đối với giang lưu huỳnh thì quả là một bất ngờ cô còn tưởng các đã bỏ rơi mình rồi nghe anh ta nói sẽ đưa mình đi giang lưu huỳnh thậm chí còn cảm thấy muốn khóc câu nói tôi đến rồi và đôi chân dài quyến rũ ấy cũng tạo nên một cơn sóng gió trên livestream chỉ trong vòng một phút các thu hút được rất nhiều fan trên hiện trường chỉ có bạch điều hội lý và một số người nhà họ giang là không hài lòng đặc biệt là giang diệm anh ta đã từng tiếp xúc với các giờ thấy anh ta nổi tiếng lại càng thêm chua chát không nhịn được mà mắng đồ giả tạo đến thì đến, nhất định phải nói một câu tôi đến rồi là có ý gì, đồ giả này. Giang Diệm mày nói chuyện kiểu gì vậy, anh ta là ân nhân cứu mạng của Huỳnh Huỳnh. Giang Thành Du phản bác, anh ta không biết đầu đuôi câu chuyện nên không hiểu tại sao Giang Diệm lại có ác cảm, chỉ nhìn đoạn này anh ta thấy các sẵn lòng giúp em gái mình, thì anh ta là người tốt. Ân nhân cứu mạng, ha. À. Giang Diệm liếc mắt nhìn anh ta, mỉa mai nói tiếp. Mấy ngày nay mày ngoài bệnh viện thì ở bệnh viện, mày có xem livestream không? mày có đi tìm chị mày không mày có biết hôm qua tên này đã làm gì chị mày không khuôn mặt giang thành du lúc đỏ lúc trắng lập tức phản bác tất nhiên là tao xem rồi việc đầu tiên tao tỉnh dậy là xem livestream mày chỉ là ghen tị vì các gọi huỳnh huỳnh là chị thôi đối với hai câu hỏi còn lại thì anh ta chọn cách né tránh trong lòng giang thành du luôn tin rằng các sẽ không phản bội huỳnh huỳnh và huỳnh huỳnh thực sự rất tin tưởng anh ta điểm này anh ta cũng rất ghen tị nhưng anh ta đã nghĩ thoáng rồi anh ta tuyệt đối sẽ không còn nhỏ mọn như trước nữa từ bây giờ ai đối tốt với huỳnh huỳnh thì anh ta sẽ tôn trọng người đó đúng rồi mày nói hôm qua hôm qua các đã làm gì huỳnh huỳnh lần này giang diệm thậm chí còn không thèm nhìn anh ta rõ ràng là rất tức giận giang tư niên thay anh ta trả lời hôm qua huỳnh huỳnh bị thương nặng xuất hiện trong phòng khách sạn của các giang vãn vãn cũng có mặt khi nói đến bốn chữ bị thương nặng trên khuôn mặt gầy gò của người đàn ông hiếm khi lộ ra vẻ bối rối nếu như mối quan hệ của hai người thực sự tốt như trong livestream thì hết hôm qua là chuyện gì chẳng lẽ là các đề trả thù cho huỳnh huỳnh nên đã bắt cóc giang vãn vãn kết quả là anh ta vừa đi thì giang vãn vãn đã trốn thoát và làm hại huỳnh huỳnh thôi không thể nào trùng hợp đến thế được suy nghĩ của giang tư niên vừa trở lại thì thấy giang thành du đã nửa người treo trên lỗ thông hơi nhỏ lập tức đau đầu bước tới kéo anh ta xuống rồi mắng đừng làm việc vô ích nữa anh ta là sát thủ nước ngoài dù may trốn thoát và tìm được anh ta thì cũng chỉ là đi chớt. Giang Thành Du nắm chặt nắm đấm, thế thì phải làm sao, bây giờ ba người chúng ta đều ở trong đó, nếu, các muốn giết Huỳnh Huỳnh, dầm, lời còn chưa dứt thì bị Giang Diệm đá ngã xuống đất, đồng thời trợn mắt mắng anh ta. Giang Thành Du cái thằng miệng chó, mày nhìn xem cái gọi là người tốt của mày, giờ đã làm gì chị mày. Giang Diệm chỉ vào TV, cảnh tượng tươi sáng ban nãy không biết từ khi nào đã thay đổi, biến thành một cảnh giam cầm tam tối, u ám giang lưu huỳnh bị xiềng xích trói chặt tứ chi không thể cử động điều đáng sợ hơn là mặt cô hoàn toàn không có chút huyết sắc mắt nhắm chặt như thể đã mất đi ý thức chuyện gì thế sao lại đột nhiên thành ra thế này giang thành du lao đến lan can ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay bị trói của giang lưu huỳnh trên đó đều bị cọ sát ra máu tuy không thấy dấu vết bị tra tấn nhưng tình trạng rất tệ giang diệm đau như cắt cứ như thể bị nhốt trong lồng sắt là anh ta chứ không phải giang lưu huỳnh Giang Lưu Huỳnh bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, nghĩ rằng đối phương chắc đang lên kế hoạch giết mình. Móng tay, móng tay rất đẹp. Giang Lưu Huỳnh lấp bắp nói, hành động lúc nãy cũng chỉ là để giữ mạng, không kịp suy nghĩ nhiều. V kép, V kép, V kép, VDT V kép. À, giờ nghĩ lại, nếu biết trước thì nên dùng thuốc mê giấu trong người làm cho cô ta bất tỉnh rồi tính tiếp. Cô có âm mưu gì? Chúng ta ra ngoài thôi. Hai người cùng lên tiếng. Câu đầu tiên đương nhiên là của Bạch Điểu Hội Lý. Sau khi đấu tranh nội tâm, cô ta quyết định người phụ nữ trước mặt chắc chắn có âm mưu gì đó với mình. Nhưng là gì thì cô ta dù suy nghĩ đến cạn óc cũng không nghĩ ra. Mau trả lời tôi, lúc nãy cô tại sao, tại sao lại làm như vậy? Bạch Điều nói rồi vô thức đặt tay sau lưng vuốt ve ngón tay vừa bị chạm vào. Nhận ra mình đang làm gì thì cô ta lập tức tức giận hét lên, nói cho tôi biết âm mưu của cô. Tay cũng lúc này buông ra rồi lại nắm chặt lại. Giang Lưu Huỳnh nghẹn lời. Bị phát hiện nhanh thế sao? Không thể nào nếu cô ta biết mục đích của mình thì chắc chắn sẽ không nhìn vào vết thương của mình mà cứ nhìn chằm chằm vào miệng mình như vậy chẳng lẽ là sợ mình dùng miệng hạ độc cho cô ta ngược lại rồi tôi giang lưu huỳnh bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối cuối cùng từ bỏ việc vùng vẫy nhún vai nói tôi có thể có âm mưu gì bị cô bắt đến đây rồi thì cũng là tù nhân rồi cô muốn làm gì tôi cũng được còn sợ tôi chạy sao bạch điều hội lý nghe thấy muốn làm gì tôi cũng được một người phụ nữ xinh đẹp nói với người phụ nữ khác như vậy có ý nghĩa gì trong đầu những người nhật bản nổi tiếng là biến thái lập tức nghĩ ra rất nhiều chuyện kỳ quái mà đôi mắt người phụ nữ trung quốc này lại trong veo khiến cô ta trông vô cùng vô tội lại còn làm cho bản thân trở nên thảm hại người phụ nữ này quá xảo quyệt chắc chắn là cố tình nói những lời mập mờ để mình tha cho cô ta tôi sẽ không thích cô đâu bạch điều hội lý nói xong liền tức giận quay người rời đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa giang lưu huỳnh ngơ ngác đi theo nghĩ thầm cô đương nhiên sẽ không thích tôi bạch điều hội lý hiện tại hối hận đến mức nào thì lúc trước cô ta càng kiêu ngạo bấy nhiêu cô ta thực sự quá đáng không những bắt cóc thầy còn còn mắng thầy xin lỗi hội lý sai rồi cô ta thành khẩn đặt điện thoại lên bàn cúi đầu 90 độ trước điện thoại rồi mới ngồi trở lại chỗ cũ nhìn chăm chú vào màn hình với ánh mắt tập trung và say mê thành tâm đọc lại tên giang lưu huỳnh cô ấy là người duy nhất không ghê tởm mình cũng là người duy nhất đối xử với mình như người thân là con gái ngoài giá thú, ngay sau khi sinh ra đã bị mẹ bán cho cha với giá 10 tỷ yên. Nhưng cha cô, con cái của ông ta quá nhiều. Khuôn mặt này là do một người chị gái gây ra. Thực ra cô ta đã quên mất mình ban đầu trông như thế nào rồi. Dù sao thì từ khi 6 tuổi, cô ta đã trở thành đống đổ nát và đống đổ nát thì không ai thích. Cha cô ta thậm chí còn không thèm nhìn một cái liền đưa cô ta đi, cũng từ đó cô ta không còn gặp cha nữa. Rõ ràng người thân của cô ta rất nhiều, nhưng không ai chấp nhận cô ta cả là Giang Lưu Huỳnh đã cho cô ta hy vọng được tái sinh. Là thầy đã tái tạo lại cô ta. Câu chuyện này hay không? Bạch Điều Hội Lý chậm rãi kể xong đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười dáng rỡ hỏi tiếp viên suýt bị cô ta ném ra khỏi máy bay. Còn tiếp viên lúc này đang quỳ trên mặt đất, run rẩy, miệng bị bịt kín bằng băng dính. Nghe thấy câu hỏi của cô ta thì gật đầu lia lịa, có vẻ như bị dọa sợ. Nhưng trong lòng tiếp viên lại hiểu rõ, chuyện nhà họ Bạch điểu ở Nhật Bản thì ai cũng biết, hoàn toàn không phải như cô ta nói. Rõ ràng nhà họ chỉ có bốn người, lại sống rất hòa thuận, 20 năm trước còn nổi tiếng là một gia đình hạnh phúc, cho đến khi xảy ra hỏa hoạn. Có vẻ như, 10 năm trước, chờ đã, lúc nãy cô ta nói là hỏa hoạn xảy ra khi cô ta 6 tuổi, nhưng người phụ nữ trước mặt này chắc chắn hơn 16 tuổi, cô ta, cô ta không phải em gái. Chẳng lẽ là cô ta gây ra vụ hỏa hoạn? Tiếp viên đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của bạch điểu hội lý. Chỉ nhìn nhau một giây thôi mà cô ta đã cảm thấy dùng mình về khuôn mặt của người phụ nữ cô ta không còn thấy đẹp nữa mà là sự kinh khủng vô tận cơ thể tiếp viên không tự chủ được mà lùi lại bước chân không vững vàng cô đoán ra rồi bạch điều hội lý thu lại nụ cười không biểu cảm gì tiếp viên nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa nhưng nỗi sợ hãi trong mắt không thể giả tạo một bóng đen dần dần bao phủ lên người cô ta bệnh viện bạch ly chạm vào cơ thể lạnh lẽo của giang lưu huỳnh đến mức sắp gục ngã tim mất rồi tim mất rồi giang thành du tên ngốc kia lại lấy tim của Huỳnh Huỳnh, mà Huỳnh Huỳnh truyền máu đến giờ đã được 2 tiếng rồi, không có tim tạo máu thì cô ấy sẽ chết. Bạch Ly nắm chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, anh ta cố gắng dùng đau đớn để giữ tỉnh táo, nhưng nỗi đau trong lòng lại lớn hơn nhiều so với sự tra tấn thể xác. Dù lòng bàn tay đã bị cào rách chảy máu anh ta cũng không cảm thấy gì. A a a, cuối cùng Bạch Ly cũng không chịu nổi nữa mà ngửa mặt lên gào thét, nước mắt tuôn trào, lăn xuống má rồi rơi xuống đất, rầm đầu gối của người đàn ông quỳ trên sàn nhà, hai tay bất lực ôm lấy đầu, trong phòng phẫu thuật rộng lớn liên tục vang lên những câu chất vấn. Sao tôi lại không chú ý đến Giang Thành Du lúc trước, tại sao tôi lại để anh ta đi bệnh viện khác? Đi đâu rồi? Tim của Huỳnh Huỳnh rốt cuộc đi đâu rồi? Phải làm sao? Đừng chết. Tôi sai rồi. Cửa mở toang, trợ lý vừa vào nhìn thấy cảnh này thì bước chân chậm lại vài giây, nhưng vẫn phải báo cáo những thông tin mình tìm được, nếu không sẽ làm chậm trễ bệnh tình của phu nhân. Vì thế anh ta lắp bắp bước đến nói. Lão, lão bản, đã tìm được rồi, tim của phu nhân đã bị, vứt bỏ rồi. Nghe vậy, trợ lý cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Không biết hôm nay anh ta lấy đâu ra gan, cứng cổ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Giang tư niên nói tim rác thì nên ở trong thùng rác, nên hôm qua đã ra lệnh cho bác sĩ vứt tim của phu nhân vào thùng rác rồi. Bây giờ có tìm thì cũng, cũng không kịp nữa rồi. kép, 5 kép cơ thể thẳng tắp của Bạch Ly cuối cùng cũng gục xuống, nước mắt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vốn ngay ngắn giờ lại rối bời như chó nhà nghèo dính nước. Lâu lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. "Vứt, thùng rác, anh ta làm sao dám?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo tiếng khóc nấc, cảm xúc của trợ lý dường như bị lây nhiễm, cũng rơi xuống một giọt nước mắt. Cô gái tốt đẹp như vậy, nếu, nếu không gặp được ông chủ anh ta thì tốt biết mấy. Không phải anh ta nói khó nghe. Giang Lưu Huỳnh rơi vào tình cảnh này thì Bạch Ly không thể thoát khỏi trách nhiệm, thậm chí còn hơn thế nữa, anh ta còn là hung thủ gián tiếp. Nếu như năm đó anh ta vạch Trần Giang Vãn Vãn và báo cảnh sát, nếu như năm đó anh ta không đưa Giang Lưu Huỳnh về nhà, nếu như anh ta sớm nói sự thật cho mọi người biết, Giang Lưu Huỳnh sẽ không phải chịu đựng những điều không ra người như vậy, cũng sẽ không. Như bây giờ, một chân đã bước vào địa ngục, không hay biết khi nào, trợ lý đã trách móc ông chủ mình. Nhưng trước thực tế, lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn. Lão bản, ngài có thể đừng khóc nữa không? Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là tìm một trái tim phù hợp cho tiểu thư sao? Bạch Ly lập tức hung dữ quay lại chừng mắt nhìn anh ta. Gọi là phu nhân. Trợ lý không nói gì, nhưng nụ cười chế giễu trong lòng sắp tràn ra rồi. Hỏi, vậy lão bản ngài khi nào thì cứu phu nhân đây? Tại sao tim của phu nhân lại bị Giang Tư Niên nhầm tưởng là của Giang Vãn Vãn? Ngài thực sự không biết sao? Khuôn mặt Bạch Ly tái mét. Anh ta biết, anh ta đều biết cả giấy chứng nhận răng vãn vãn bị hôn mê thực vật cũng là do anh ta cho phép bác sĩ làm giả còn người ban đầu là giang lưu huỳnh bản báo cáo đó thực ra là của giang lưu huỳnh tất cả những chuyện này đều xảy ra ở bệnh viện của anh ta anh ta làm sao có thể không biết lão bản ngài còn ngần ngơ gì nữa vậy tiểu thư sắp chết rồi trợ lý không nhịn được mà hét lên bạch ly ngước nhìn lên mỉa mai nói ha anh hiểu cái gì chứ không còn gì cả rồi hết rồi trái tim của cô ấy trên đời này chỉ có một duy nhất vô nhị cả máu của cô ấy cũng vậy duy nhất vô nhị đối với máu của người khác chỉ có thể truyền liên tục để duy trì sự sống nhưng ngân hàng máu sớm muộn gì cũng hết người cũng sớm muộn gì cũng trợ lý im lặng một lúc do dự hỏi là thí nghiệm của bạch tổng sao vậy ông ta có cách không mắt bạch ly sáng lên bước chân không vững vàng đứng dậy từ trên sàn nhà nắm chặt lấy vai trợ lý nhanh lái xe đưa tôi đến viện dưỡng lão thanh vân sơn Giọng anh ta không giấu được sự kích động, giống như đã tìm thấy ánh sáng hy vọng. Khi Jamison nghe thấy câu hỏi của các, ông ta im lặng tiến lại gần anh ta. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để nhìn thấy mắt nhau, ông ta mới dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Cậu giống như con trai tôi vậy." Ông già từ từ tháo mũ trùm đầu xuống, động tác vừa uyển chuyển vừa ung dung, và khuôn mặt ông ta trông trẻ hơn giọng nói rất nhiều, nổi bật nhất là đôi mắt, giống như đại dương xanh thẳm vậy, những đường vân rõ ràng, dưới ánh nhìn của đôi mắt này dường như bất kể đối phương nói gì cũng đều rất thuyết phục. Nếu là các trước kia thì có lẽ đã bị đôi mắt này làm cho mê hoặc mà bỏ qua việc truy hỏi. Nhưng bây giờ, nói cho tôi biết, ông thực sự đã tìm thấy chị tôi chưa? Chị tôi thực sự sắp chết rồi sao? Nói cho tôi biết. Câu cuối cùng mang theo giọng điệu giận dữ, vẻ mất kiểm soát này rất hiếm thấy ở các tỉnh táo, ít nhất. Giang Lưu Huỳnh chưa từng thấy. Hóa ra anh ta không phải từ đầu đã không có cảm xúc, mà chỉ là mình không hề tạo ra sóng gió trong lòng anh ta. Dù thế nào cậu cũng phải đưa Ava trở về. Vẫn là trả lời không đúng trọng tâm, cho đến khi các sắp tức giận rời khỏi phòng thì Jamison mới nghiêm túc nhìn vào câu hỏi của anh ta, nói: "Đã tìm thấy rồi, phòng số 5." Bước chân các dừng lại, quay đầu lại nhìn ông già đỡ đầu với ánh mắt phức tạp. Đôi mắt xanh thẳm giống như xoáy nước dưới đáy biển, dễ dàng nuốt chừng sinh vật sống. Jamison mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Cậu thiếu niên mà ông ta nhìn lớn lên dường như đã lớn lên rất nhiều ở những nơi ông ta không biết trước màn hình. Đồng tử của Jack co lại khi nhìn thấy khuôn mặt của ông già. Jack, Giang Thục gọi anh ta mãi mà không được phản hồi, phải đến chạm vào anh ta thì anh ta mới tỉnh lại. Tôi, tôi đây. Môi anh ta tái nhợt, run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi sắp nói ra lại đột ngột dừng lại. Giang Thục cau mày, nhìn thấy chồng mình như vậy thì biết anh ta đang giấu mình điều gì đó. Hơn nữa, là chuyện lớn, chuyện rất nghiêm trọng, liên quan đến người đàn ông trên màn hình. Nhưng sau khi phân tích ra những điều này, giang thục không hỏi ngay lập tức mà vỗ vai chồng mình an ủi anh yêu anh có khó chịu ở đâu không em pha cho anh cốc nước nhé giác nghe vậy lập tức khoát tay anh ta làm sao có thể để giang thục pha nước cho mình được sau khi suy nghĩ nhiều anh ta vẫn nói sự thật người này chúng ta đều quen biết chính là người đứng sau tập đoàn dược phẩm thủ lĩnh của tổ chức ngầm thần ảnh jamison nói đến cuối cùng giác bất lực cúi đầu xuống điều này tương đương với việc anh ta tự tay đưa ảnh cháu gái mình cho người đang khống chế cô bé và còn yêu cầu họ tìm cô bé anh ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng quả nhiên sắc mặt giang thục sau khi nghe xong lời giải thích của anh ta lập tức trở nên u ám giống như bầu trời trước khi bão tố vậy anh nói là những người này đã mua huỳnh huỳnh của chúng ta nhút con bé ở nơi đó cô không thể tin được mà lặp lại thông tin mình vừa nghe kết hợp với hình ảnh giang lưu huỳnh bị trói chặt tay chân bằng xích sắt trên tay bị cọ sát ra máu chưa đầy một giây, nước mắt Giang Thục đã rơi xuống. Bà đã làm gì vậy? Bà làm sao có thể đồng ý cho Giác để những kẻ nguy hiểm này đi tìm cháu gái mình? Nhanh, nhanh chóng thu hồi tất cả những người chúng ta phái đi cho họ. Tìm thêm người nữa, nhất định phải đón Huỳnh Huỳnh về trước khi họ tìm được. Không đúng, là tôi phải đi tìm con bé. Giác, chuẩn bị máy bay. Lần này dù có nói gì đi nữa cũng không được, tôi nhất định phải đi. Giang Thục quá lo lắng đến nỗi nói không rõ lời trong đầu toàn là hình ảnh cháu gái đáng thương của bà nhiều năm nay sống dưới sự khống chế của những kẻ xấu, nếu lần này bà không thể tìm được con bé. Có lẽ cả đời này họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa, bà cũng không thể bù đắp lại sai lầm của mình, cũng không thể giải thích với cô bé ở dưới suối vàng. Bà không chỉ là một người mẹ thất bại, mà còn là một bà ngoại thất bại. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Giang Thục lại thấy mũi cay cay. Nhất định phải trừng trị những người này, nhất định. Giác cuối cùng cũng buông bỏ sự ngoan cố của mình, đầy hối hận nói. Được, em mang máy tính bảng theo, như vậy, chị cũng có thể xem livestream trên máy bay. Anh ta cũng muốn biết những người đó còn sẽ làm gì với Giang Lưu Huỳnh. Đều là chứng cứ. Họ đã bắt nạt cháu gái anh ta thì đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Nhìn thái độ của vợ thì có vẻ như sẽ liều mạng, dù sao họ cũng đã già rồi, không còn nhiều thời gian để sống. Nhưng suy nghĩ của họ có lẽ sẽ không thành hiện thực, đã có cảnh sát bao vây họ, và bật loa. Những người bên trong nghe rõ, các người đã bị bao vây. Mọi người trong tầng hầm im lặng đột nhiên một người hét lên không thể nào livestream của ava hoàn toàn không hiện ra bất kỳ tòa nhà nào ở bên ngoài không thể nào tìm thấy chúng ta nhanh như vậy được cảnh sát muốn xác định vị trí của một nơi thường cần đến các yếu tố như thiên văn thực vật và các công trình kiến trúc mà livestream của giang lưu huỳnh chỉ có vài khuôn mặt còn cách xa việc xác định vị trí còn điều gì là không thể nữa chắc chắn là ava đã phản bội chúng ta chủ đối xử tốt với cô ta như vậy cô ta phạm bao nhiêu sai lầm đều không bị trừng phạt giờ lại phản bội chúng ta như vậy đều tại selina còn nói đến đây anh ta im lặng vì ngoài jamison ra thì còn có người tin rằng ava sẽ không chủ động tiết lộ vị trí của họ vẻ mặt jamison lúc này rất tệ ông ta tin tưởng ava không ngoài hai lý do lần đầu tiên cô ta bỏ trốn không tiết lộ vị trí của họ lần thứ hai bỏ trốn dù cô ta đã phá hủy một phần căn cứ nhưng cô ta đã để lại một chiếc usb trong đó ghi lại những thành tựu nghiên cứu mới nhất của cô ta hơn nữa ông ta cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ nếu cô ta có ý định phản bội thì không cần thiết phải để lại những thứ này trong phòng ông ta chủ còn tìm cách bào chữa cho kẻ phản bội này sao chủ đã già rồi giờ thì tốt rồi toàn quân bị tiêu diệt chỉ có thể cầu nguyện họ sẽ không phát hiện ra nơi này đã gặp nạn rồi dù ngày thường tôn trọng jamison đến mấy thì giờ họ cũng không còn tâm trạng giữ lễ nghi chỉ nghĩ cách thoát khỏi cuộc vây bắt này cũng có người quá cực đoan liền cầm vũ khí lên hét lớn tôi đi ra ngoài giết hết chúng chủ cứ đi trước tôi không tin đủ rồi tất cả im miệng cho tôi jamison nhìn những người đang tranh cãi cuối cùng ánh mắt sắc bén ra lệnh một điều không ngờ tới những người đi tìm ava gặp cô ta thì giết ngay đây là hậu quả của việc phản bội tổ chức phản bội tôi những người vừa nghi ngờ ông ta nghe vậy liền tái mặt vì sự nghi ngờ đối với thủ lĩnh trong tổ chức không khác gì hành động phản bội dầm cùng với một tiếng nổ đất trời rung chuyển mọi người nhanh chóng bịt đầu nằm xuống đất khi tiếng nổ qua đi thì jamison cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà đứng dậy một tay đập xuống bàn đệt lý do thứ hai lúc nãy chính là ông ta không thể nào từ bỏ căn cứ mà mình đã dày công xây dựng ví dụ như dữ liệu trong phòng thí nghiệm nhất thời không thể chuyển hết được để lại cho cảnh sát càng không thể chỉ có thể phá hủy ông ta làm sao cam tâm những người khác cúi đầu không nói gì lặng lẽ chuyển ánh mắt sang màn hình điều khiến người ta đau lòng hơn chính là ba chữ này cô biết cô biết tôi trở lại sẽ trải qua những gì cô biết máu của tôi có ích cho chị gái cô cô biết tôi không hề phòng bị với cô các không tự chủ được mà lùi lại hai bước khuôn mặt luôn không biểu cảm của anh ta lại lộ ra vẻ hoảng sợ thế nhưng giang lưu huỳnh vẫn không nhìn thấy tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn gần như không thể phát âm bình thường nói từ nay về sau chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa rõ ràng rất yếu ớt nhưng lúc nói ra lại như mang theo sự kiên cường bẩm sinh kiên cường đến nỗi khiến trái tim người ta không khỏi giật mình anh ta còn nhớ ava là ca sĩ là một ca sĩ rất xuất sắc nhưng giờ giọng của cô ấy lại anh ta hối hận rồi xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi sai rồi các quỳ xuống mắt đỏ hoe nhìn giang lưu huỳnh bởi vì anh ta đột nhiên nhận ra so với việc bán chị gái mình thì anh ta lại càng sợ mất đi người trước mặt là người đã cứu anh ta khi bị thương và hôn mê là người đã dùng máu cứu chữa cho anh ta là người đã cho anh ta cuộc sống bình thường là chị gái thực sự của anh ta cũng là người mà anh ta muốn bảo vệ tôi tôi đi tìm chìa khóa ngay lập tức cứu cô ra khi các đứng dậy nước mắt cứ như chuỗi ngọc trai đứt dây rơi xuống đất sự ám ảnh đã theo anh ta nhiều năm dường như cũng tan biến theo nước mắt bệnh viện ca phẫu thuật thành công giang tiểu viên đã được cấy ghép trái tim của giang lưu huỳnh dầm tiếng kim loại rơi xuống đất các vừa quay người thì bị một người phụ nữ tóc vàng quyến rũ chặn đường selina khi anh ta định đi vòng qua người đó thì đối phương lại ném xuống một chùm chìa khóa rõ ràng là chìa khóa phòng giam nhưng đối phương không có vẻ gì là tốt bụng hơn nữa cô ta lại là con gái ruột của jamison vì vậy cô là do ông giả phái đến dù đây chỉ là phỏng đoán của các nhưng khi nói ra lại dùng câu khẳng định với phỏng đoán này dù trong lòng anh ta muốn nhặt chìa khóa lên cũng không dám manh động ánh mắt tràn đầy đề phòng với selina selina chật một tiếng khinh thường nói tôi không giống loại tiểu nhân như cậu nói xong liền cúi người giả vờ nhặt chìa khóa mình vừa ném xuống đất các thấy vậy liền nhanh chóng với tay tranh trước nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng cô ta lần này. Không phải không tin tôi sao? Selina chế giễu, rồi dùng một tay vuốt ve một lọn tóc của mình. Vài tiếng lạch cạch, các đã dùng chùm chìa khóa đó mở thành công khóa cửa và cả xích sắt trên mắt cá chân giang lưu huỳnh. Còn cổ tay, các mím chặt môi, cuối cùng chủ động đưa một tay ra trước mặt giang lưu huỳnh nói: Ava, cô, nếu đau thì cắn tôi. Giang Lưu Huỳnh vẫn nhắm mắt, không phản ứng gì các nghĩ Ava chắc đang giận, chỉ có thể cẩn thận từng chút một tháo xiềng xích khỏi chỗ da thịt nát bươm của cô. Sau khi được giải thoát khỏi xích sắt, Giang Lưu Huỳnh gần như lập tức ngã xuống. Các sững sờ một lúc, may mắn kịp phản ứng ôm lấy eo cô, mới không để cô ngã xuống đất. Ava, kể cả người chậm hiểu nhất cũng nhận ra điều không ổn. Ava căn bản không phải vì giận mà không để ý đến anh ta, mà là không còn sức. Khi các nhận ra điều đó thì lập tức bế cô lên, để cô nằm ngang trong lòng mình hành động này làm cho cổ tay bị thương của giang lưu huỳnh đặt lên cổ anh ta máu chảy ra từ vết thương đều dính lên làn da trắng nõn của anh ta màu đỏ càng thêm nổi bật nhưng điều khiến các lo lắng nhất là cảm giác lạnh lẽo ấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể anh ta không dám nghĩ nữa vội ôm chặt người phụ nữ trong lòng rồi nhanh chóng đi ra ngoài và khi đi ngang qua selina các phá lệ nói một câu cảm ơn động tác vuốt tóc của selina cứng đờ rồi không tự nhiên ôm ngực ngạo mạn nói đừng tự luyến không phải vì cậu đâu dầm 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 nhưng bước chân các không hề chậm lại ngược lại càng ngày càng nhanh chỉ để lại một bóng lưng nặng nề vẻ mặt vinh váo của selina nhanh chóng xẹp xuống tự nhủ lầm bầm lại như vậy giống như robot vậy nói đến robot đây là lần thứ hai selina tận mắt chứng kiến vẻ yếu đuối của anh ta lần đầu tiên là khi cha anh ta mua anh ta về lúc đó anh ta gầy yếu như một chú chó bị bỏ rơi co rúm trên sàn nhà khóc nức nở ai đến gần cũng gầm gừ từ đó cô ta không còn thấy các khóc nữa trở nên giống như robot không có cảm xúc xem ra không phải là không có cảm xúc mà là chưa có chuyện gì đủ buồn sau khi tỉnh táo lại selina lập tức lấy lại vẻ mặt ban đầu nhưng mà ava với cậu cũng khá hợp nhau đều là những đứa trẻ đáng thương bị mua về nói xong liền đi khỏi nơi này trên đôi giày cao gót trên xe đi bệnh viện bete -E khó chịu liếc nhìn selina hóa ra lúc trước là cô đưa chìa khóa cho các tôi cứ tưởng sao anh ta lại nhanh chóng đưa ava ra ngoài như vậy Lịch sử tổ chức chúng ta chưa từng có tên phản đồ nào bị giam giữ 3 ngày lại được thả ra. Selena rõ ràng không muốn để ý đến anh ta, chỉ kiên quyết nhắn tin hỏi Jamison. Livestream hoàn toàn không tiết lộ vị trí của chúng ta, tại sao lại nhất định phải giết Ava? Phía bên kia điện thoại, Jamison lại bị tiếng nổ làm cho không vững vàng ngã xuống đất, rồi run rẩy nhặt điện thoại lên, từng chữ từng chữ gõ. Ava là phản đồ, chúng ta bị cảnh sát bao vây rồi, còn nữa, con gái, đừng quay lại. Khi nhìn thấy từ bao vây, đồng tử Selina đột ngột co lại, còn cách xưng hô của đối phương càng làm cho cô ta chấn động. Đã rất lâu, rất lâu rồi không ai gọi cô ta là con gái nữa. Có lẽ, ông ta đã nhận ra đây sẽ là lần cuối cùng ông ta gọi cô ta như vậy. Mắt Selina dần đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế được cứ rơi xuống từng giọt. Lúc này tim cô như bị dao vô hình cứa rách vậy. Trong căn cứ có rất nhiều anh chị em của cô ta, còn có những người lớn đã nhìn cô ta lớn lên, nơi cô ta lớn lên. Selina từ từ quay đầu lại, nhìn Pete, -e, nhẹ nhàng nói. Có lẽ anh nói đúng, lúc trước tôi không nên rút tên phản đồ này. Câu nói này giống như được cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra, tràn đầy sự tự trách và hối hận. Pete -e bị ánh mắt như lửa của cô ta làm cho giật mình, không tự chủ được nuốt nước bọt. Gật đầu phụ họa. Trong lòng đang tính toán lát nữa làm sao để trốn thoát một cách thuận lợi, dù sao nhiệm vụ của anh ta cũng hoàn thành rồi, cái tội cũng đổ lên đầu người phụ nữ xui xẻo Ava rồi. Tiếp theo chỉ cần về nước thì sẽ an toàn. Tên tôi là Giang Tiểu Viên. Tôi sắp chết rồi. Nghe nói khi sắp chết người ta sẽ nhìn thấy tất cả những chuyện đã trải qua trong đời. Tôi hình như đã thấy rồi, tên tôi là Giang Tiểu Viên, hồi nhỏ tôi bị bắt cóc, tôi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi. Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất là một cô bé tôi quen ở làng buôn người, tên là Giang Lưu Huỳnh. Cô bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng cô bé rất mạnh mẽ, mạnh mẽ ở điểm nào nhỉ, tôi phải nghĩ đã. À đúng rồi, cô bé rất chịu đòn. Đây là điều tôi nhớ rõ nhất. Lần đầu tiên tôi gặp cô bé thì trên người cô bé toàn là vết bầm tím. Lúc đó tôi nghĩ, cô bé thật mạnh mẽ, bị đánh như vậy mà vẫn còn sống. Nếu là tôi, tôi chắc chắn không được, bình thường chỉ cần bị chảy ra thôi tôi cũng khóc hết cả buổi. May mà tôi chỉ nói với Giang Lưu Huỳnh một lần là tôi sợ đau nên cô ấy đã nhớ. Sau này mỗi lần bà ta tìm người để chút giận thì cô bé đều chủ động ra đỡ những roi vọt thay tôi. Tôi rất biết ơn cô ấy. Tôi thể khi về nhà nhất định sẽ cho cô ấy rất nhiều tiền và rất nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Tôi nhất định sẽ báo đáp cô ấy. Vì vậy, bây giờ cứ nhờ cô ấy đi. Chỉ như vậy tôi mới có thể chịu ít đau hơn, mới có thể sống sót rời khỏi đây. Nhưng tôi không ngờ rằng Giang Lưu Huỳnh đã giúp tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không chịu được mà bị bệnh. Bác sĩ trong làng nói tôi bị nhiễm loại virus cúm mới. Ông ấy không biết chữa, phải đi bệnh viện lớn. Nhưng bà ta lại không chịu bỏ tiền ra đưa tôi đi bệnh viện bảo tôi tiêu tiền của bà ta thì thà chớt đi cho rồi nhưng tôi không muốn chớt mà có người nói chớt rồi thì không còn gì cả nên tôi sợ chớt nhất tôi không muốn trở nên trắng tay không còn cách nào khác tôi chỉ có thể lại một lần nữa đặt hy vọng vào giang lưu huỳnh còn cô ấy sẽ giúp tôi như thế nào thì tôi không biết đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy tôi mới thấy bà ta đánh cô ấy thì mới biết hóa ra cô ấy nửa đêm đã lẻn lên núi tìm thuốc nam mà bà ta lại tưởng cô ấy định bỏ trốn nhưng cuối cùng sốt của tôi cũng hạ rồi chỉ là đó là lần tôi thấy cô ấy bị đánh thảm nhất. Trên đất đầy máu, tôi còn tưởng cô ấy đã chết rồi. Nhưng tôi sợ bà ta phát hiện, nên tôi nằm trở lại trong lều giả vờ ngủ, đúng là tôi biết làm vậy không đúng, nhưng tôi sợ đau mà. Hơn nữa tôi rất sợ chết, chết rồi thì không thể về nhà nữa, không thể gặp lại những chiếc váy và kẹp tóc xinh đẹp trong phòng tôi nữa. Hơn nữa, đánh một đứa cũng đánh, đánh hai đứa cũng đánh, vậy thì thả đánh cô ấy một mình còn hơn. Tôi tên là Giang Tiểu Viên. Nhà tôi giàu có, rất giàu có, anh họ tôi từng gây tai nạn giao thông làm chết người, cuối cùng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là được thả ra khỏi tù. Và bây giờ, Giang Lưu Huỳnh đã rớt người. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ lần này tôi có thể giúp cô ấy. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại muốn đi. Cô ấy muốn đi tìm cậu bé mà cô ấy đã giấu đi và chăm sóc từ lâu. Nếu vậy thì tôi thà để cô ấy tự bỏ trốn, rồi nhanh chóng đi tìm cảnh sát đến cứu tôi. Vì tôi biết cô ấy rất mạnh mẽ nếu chỉ có một mình cô ấy thì nhất định cô ấy có thể trốn thoát trước giờ tôi không nói vì tôi bị nhốt ở đây tôi sợ cô ấy đi rồi thì bà ta sẽ đánh tôi nhưng bây giờ tôi đã nghĩ ra cách rồi sau khi giang lưu huỳnh rời đi tôi sẽ nói cho bà ta biết vị trí của cậu bé như vậy bà ta sẽ đi bắt cậu bé trước hơn nữa trong nhà có người chết chắc cũng phải mất thời gian để xử lý tôi chỉ cần ở trong túp lều này chờ giang lưu huỳnh cùng cảnh sát quay lại cứu tôi nhưng cuối cùng giang lưu huỳnh vẫn không nghe lời tôi mà bỏ cậu bé lại thành thật mà nói tôi rất tức giận thậm chí tôi còn tưởng giang lưu huỳnh đã quên mất gia đình mình đã yêu nơi đáng ghét này may mà không phải vậy cô ấy cuối cùng cũng đề nghị đưa tôi trốn thoát tôi thề chỉ cần lần này trốn thoát thành công thì tôi sẽ tha thứ cho cô ấy vì cơ hội quý giá mà cô ấy đã bỏ lỡ trước đó và đưa cô ấy về nhà tôi tôi có thể bảo ba tôi nhận nuôi cô ấy để chúng ta làm chị em cả đời nhưng điều tôi không ngờ lại xảy ra cô ấy đã phản bội tôi hay nói đúng hơn là tôi đã hiểu lầm cô ấy tất cả những điều đó dẫn đến việc cuối cùng tôi đã thất hứa tôi đã thất hứa không báo cảnh sát tôi cố tình muốn để cô ấy ở lại bên cạnh bà ta tôi cố tình giấu đi chuyện về làng buôn người ai hỏi tôi mấy năm nay ở đâu tôi cũng nói là quên rồi đúng vậy quên rồi tôi quyết tâm quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đó kể cả giang lưu huỳnh kể cả bà ta kể cả tất cả những lời thề mà tôi từng thề từ khi tôi rời khỏi làng đó cuộc sống của tôi gần như thuận buồm xuôi gió nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái ba mẹ đã cho tôi tất cả tài sản của họ quãng thời gian đó dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với tôi ngoại trừ vài năm sau thỉnh thoảng tôi lại thấy bà ta trên báo bà ta đã dùng tên tôi để làm ca sĩ nói ra thì đúng là tôi từng thích hát và tôi cũng đã nói với bà ta là sau khi ra ngoài tôi sẽ làm ca sĩ tôi tưởng đó là bà ta đang chuộc tội thay tôi thực hiện ước mơ nhưng bà ta không biết là tôi đã không còn thích hát nữa rồi vì vậy tôi không quan tâm gì cả ngay cả khi bà ta bị tấn công trên mạng thì tôi cũng chọn im lặng vì theo tôi đó là cái bà ta nợ tôi sau đó phát sóng trực tiếp hồi ức xuất hiện từ ngày được mời làm khách mời cơn ác mộng của tôi cũng bắt đầu giang lưu huỳnh có thính giác rất tốt cô ấy có thể biết được rất nhiều điều mà tôi không biết vì vậy mỗi lần cô ấy đều có thể giúp tôi né tránh những tổn thương đáng lẽ ra phải thuộc về tôi mà tôi lại coi đó là may mắn của mình tiếp tục xem tôi nghĩ chỉ cần tiếp tục xem thì sẽ xuất hiện cảnh cô ấy phản bội tôi nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng giang lưu huỳnh cố tình chỉ đường sai cho người buôn người để tôi có thêm thời gian chạy trốn cô ấy cố tình chạy về để ngăn cản họ còn tôi tôi đã làm gì những đoạn phát sóng trực tiếp tiếp theo mỗi khi tôi xem một giây thì tim tôi lại nhói lên một cái hóa ra giang lưu huỳnh đã âm thầm làm nhiều việc như vậy cho tôi cô ấy thậm chí còn viết trong nhật ký rằng muốn làm bạn tốt làm chị em cả đời với tôi nhưng tôi lại phá vỡ lời thề ban đầu đưa ra những quyết định khiến tôi hối hận cả đời tôi thật ngốc tôi lại nghĩ cô ấy phản bội tôi rõ ràng cô ấy cũng giống như tôi là tiểu thư con nhà giàu được hưởng tình yêu thương của gia đình cô ấy vốn dĩ cũng là một tiểu công chúa nhưng chính cô ấy như vậy lại bị tôi liên tục kéo xuống liên tục bị tôi làm tổn thương tôi rất đau khổ khi nhìn thấy cô gái trên màn hình đau đến co giật tôi luôn nghĩ tất cả điều này đều do tôi gây ra chính tôi mới là kẻ phản bội Chính tôi mới là ác ma. Ngay khi nhận ra sự thật này, tôi đã mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất. Lúc đó tôi suýt nữa tưởng hết đời này sẽ khóc hết nước mắt, cho đến khi tôi vội vã tìm Bạch Ly, cầu xin anh ấy cho tôi gặp lại cô gái mà tôi đã phụ bạc. May mắn thay, anh ấy đã đồng ý. Tôi đã gặp lại Giang Lưu Huỳnh. Nhưng khi tôi chạm vào cô ấy, tôi mới đột nhiên nhận ra, quá muộn rồi. Hóa ra điều tuyệt vọng hơn cả việc làm sai là không thể sửa chữa. Cô ấy đã chết. Tôi không ngờ rằng cô ấy mạnh mẽ, tốt bụng, thông minh như vậy lại ra đi ở độ tuổi xuân xanh. Bạch Ly nói với tôi, có người đã dùng thủ đoạn đê hèn lấy đi trái tim của cô ấy. Nếu vậy, thì tôi nhất định phải lấy lại trái tim thuộc về em gái tôi. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Không biết tại sao PETE luôn có một dự cảm không lành, sau khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy để Selena xem livestream không phải là điều tốt. Dù sao thì cũng không ai nói trước được cảnh tiếp theo sẽ chuyển đến đâu nếu anh ta chưa kịp xuống xe mà thân phận đã bị lộ ra trong ký ức của ava thì sao khụ khụ selina tôi nghĩ cô nên tắt điện thoại đi nhìn cái tên phản bội này tôi thấy phiền nếu không phải tại cô ta thì chủ đã không chờ chữ chớt chỉ mới phát ra âm chờ đã bị phi tiêu bay tới bịt miệng bete sợ hãi ngây người ra nửa phút cẩn thận đảo mắt nhìn thấy thứ nhét trong miệng là cán phi tiêu thì mới thở phào nhẹ nhõm con điếm vừa định mở miệng mắng thì lại bị selina lườm cho một cái lập tức đổi thành nụ cười nịnh nọt cô cứ tiếp tục cô cứ tiếp tục dù sao tôi cũng không muốn xem nữa hay là cô cho tôi xuống xe ở đây selina bực bội ra hiệu cho tài xế nhưng xe vừa dừng lại thì màn hình livestream lại chuyển sang cảnh chỉ có pete -E. vẫn là góc nhìn của chúa khán giả đồng loạt bình luận không muốn xem con heo béo này trả lại các và giang lưu huỳnh cho tôi tôi muốn xem màn tương tác ngọt ngào của họ ông bạn ở trên đang nói nhảm gì đấy ngọt ngào cái nỗi gì tôi chỉ muốn rớt các thôi còn ngọt ngào gì nữa Đừng mà, các đẹp trai như vậy sao lại rớt anh ta, hơn nữa người ta đã xin lỗi rồi mà. Giang Lưu Huỳnh cũng không phải chưa từng bị phản bội, đều có thể tha thứ cho Giang Tiểu Viên rồi, tha thứ cho các thì có gì đâu. Ông bạn ở trên là thánh mẫu cộng thêm mê trai đầu thai à? Người như ông cho dù bị trai đều lừa cũng phải giúp hắn ta đếm tiền. Tên mập này làm gì thế? Lén lút như vậy chắc chắn không phải làm chuyện tốt, ở, ờ, cả tổ chức ngầm rồi còn làm chuyện tốt được sao? Mọi người nhìn thấy PETE -E lén lút lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ bằng bàn tay từ trong túi phồng lên. Dán lên tường một cách tùy tiện. Nhanh, nhanh mở khóa. Giọng nói của PETE -E ở hiện thực kéo Selena đang đắm chìm trong livestream trở lại. Cô ta phản ứng lại liền hét lớn. Dừng lại, không được mở. Selena cô bị điên à. PETE -E lúc nãy chỉ nghĩ cách bỏ trốn nên không chú ý đến livestream. Khiến anh ta bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của selina thì trong lòng không khỏi dối bời phản ứng đầu tiên là mình đã bị lộ tài xế nhanh lên cho tôi xuống xe tôi bị say xe lát nữa nôn ra xe anh bây giờ anh ta không biết chính vẻ vội vàng này càng khiến selina chắc chắn anh ta có vấn đề không nói hai lời liền ném ra vài phi tiêu lần này không phải là cán phi tiêu nữa mà là mũi dao sắc bén bay tới bete -e theo bản năng móc túi nhưng anh ta quên mất đây không phải là mỹ của anh ta súng đã bị tịch thu khi qua hải quan trung quốc a a a anh ta theo bản năng nhắm mắt lại lạ lùng là trên người đã lâu không cảm thấy đau B.E.T.E. mở mắt ra mới thấy thì ra phi tiêu của đối phương đều ghim trên quần áo anh ta khốn kiếp con điếm dám đùa dẫn anh ta hết lần này đến lần khác B.E.T.E. đoán đối phương nhất định đã phát hiện ra điều gì đó đang lúc anh ta lặng lẽ rút phi tiêu trên áo ra chuẩn bị liều mạng với selina thì là tôi hiểu lầm anh xin lỗi selina từ tốn nói BETE ngạc nhiên nhìn Selina, lặng lẽ đi tới liếc nhìn màn hình. Hóa ra là anh ta đang phối hợp với tổ chức để thử nghiệm chất nổ của loại bom mới được phát triển. Sau khi xem xong cảnh này, BETE lập tức lấy lại tự tin, vinh vào chế diễu. Hừ, chỉ một lời xin lỗi thì tôi sẽ không chấp nhận đâu. Selina cũng cười. Tôi biết, lát nữa sau khi chúng ta rớt Ava thì tôi sẽ để anh ném lại. BETE im lặng. Với hình tượng của anh ta trong tổ chức thì việc từ chối loại chuyện tốt này mới là lạ. Nếu không phải thấy livestream không có vấn đề gì thì anh ta suýt nữa tưởng Selena cố ý. Chớt tiệt, sau khi PETE -E ngồi xuống, Selena liền thu lại nụ cười, bắt đầu suy nghĩ lại hành vi của PETE. -E. Tại sao anh ta không muốn mình xem livestream, sau khi nghe mình nhất quyết muốn xem thì lại đòi xuống xe? Là, sợ mình biết được điều gì đó rồi làm chuyện bất lợi cho anh ta. Selena lại tập trung vào livestream. Câu trả lời nằm ở đây. Nhưng từ đầu đến cuối PETE -E đều làm theo hướng dẫn. Nếu nói có điểm kỳ lạ duy nhất thì chính là hành vi của anh ta quá lén lút, lắp bom mà cứ lén lén lút lút. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng anh ta vốn dĩ đã lén lút. Nhưng điều này cũng làm Selena nhớ đến một chuyện khác, không lâu sau khi loại bom này thử nghiệm thành công thì đột nhiên được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Sức công phá giống hệt của họ. Ông già đã rất tức giận, sư tử gần 30 người trong bộ phận nghiên cứu có khả năng là kẻ phản bội. Những người đó gia nhập tổ chức chưa lâu, rất có khả năng là nội gián. Như nói ra thì những người đó căn bản không có quyền tự do ra vào căn cứ, hơn nữa tổ chức quản lý người mới cực kỳ nghiêm ngặt. PETE, anh nói kẻ phản bội tiết lộ thông tin về loại bom mới lúc đó có nằm trong số 30 người đó không? Selena không quay đầu lại, câu hỏi tưởng chừng như tùy tiện thực chất là đang tập trung quan sát biểu cảm của PETE. Qua hình ảnh phản chiếu trên viên kim cương đính trên móng tay, cô ta có thể thấy rõ biểu cảm của PETE cứng đờ 2 giây. Rồi mới qua loa nói. Chắc là có. Được rồi không cần kiểm tra nữa. Selina đã hoàn toàn chắc chắn anh ta có vấn đề. Vì nếu là PETE -E, bình thường, câu trả lời của anh ta nhất định là cô đang nghi ngờ chủ sao, chứ không phải là đồng tình. Dù PETE -E không biết mình đã bị lộ trước mặt Selina, nhưng anh ta biết sớm muộn gì khoảnh khắc này cũng sẽ đến, vì vậy lúc này đang điên cuồng suy nghĩ làm thế nào để ra tay trước, rớt chớt Selina khi không có vũ khí. Phải biết rằng bây giờ những kẻ còn sót lại của tổ chức chỉ còn cô ta và các. À, suýt nữa thì quên còn Ava. Nhưng cô ta chắc cũng sống không được bao lâu nữa, nhiều nhất là một năm. Lúc đó anh ta đã tận mắt nhìn thấy cô ta uống thuốc độc mà chỉ huy đưa. Nhân tài như vậy, nếu không chịu quy phục quốc gia của họ thì chỉ có con đường chết, tránh để sau này trở thành trở ngại cho nước Mỹ của họ. Anh ta còn nghe nói loại thuốc độc này cực kỳ mạnh, sau khi uống vào thì toàn thân máu sẽ biến thành độc dược. Dù máu thịt của Ava có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị ăn mòn, trong tình huống như vậy mà cô ta có thể sống thêm một năm đã là kỳ tích nhưng anh ta không ngại để Selina tự tay rớt cô ta. Tất nhiên, tiền đề là Selina không phát hiện ra thân phận nội gián của mình. Nghĩ đến đây, BETE -E lại liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lặng lẽ mở livestream ra theo dõi. Mèo ngã, một tiếng mèo kêu vang lên từ màn hình. Mọi người ngạc nhiên nhìn chú mèo Ragdoll đang nằm lăn lộn trên đất làm nũng. Chỉ cần nhìn một cái là đã bị tan chảy trái tim. A a a sờ nó, nhanh sờ nó. Giang Lưu Huỳnh cầu xin cô nhanh sờ nó đi hu hu hu. Hu 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 mèo sắp khóc rồi giang lưu huỳnh sao cô lại nhẫn tâm như vậy nếu là tôi thì tôi đã bế nó lên liếm rồi tiếc là tiếng kêu của họ không có tác dụng gì với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giang lưu huỳnh vẫn lạnh lùng ngồi trên bàn làm việc gõ máy tính hoàn toàn phớt lờ hành vi nịnh nọt của con mèo không biết bao lâu sau xoẹt xoẹt đột nhiên có tiếng ma sát nhỏ vang lên từ ngoài cửa sổ động tác gõ chữ của giang lưu huỳnh hơi dừng lại sau đó cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh hỏi mà không có chút cảm xúc nào anh còn định trốn đến bao giờ mọi người không hiểu chuyện gì, nhìn trái nhìn phải, rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Nhìn thấy một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Bịch một tiếng, các vững vàng đáp xuống đất. Mọi người hà hốc mùm kinh ngạc, cửa sổ cao một mét rưỡi, người đàn ông này cứ thế dùng một tay lộn người vào được sao. Động tác liền mạch như thể không phải lần đầu tiên làm. Không biết có phải Giang Lưu Huỳnh ảo giác hay không, khi các nói hai chữ xinh đẹp nhất, cô dường như nhìn thấy sự tự hào trong mắt anh ta giống như ánh mắt của con mèo vừa rồi khi ngẩng đầu liếm móng vuốt vậy. Anh ta là một tên trộm thì có gì mà tự hào chứ? Mau trả lại ngay lập tức. Giang Lưu Huỳnh nghiêm túc nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa ra vào, sợ Afra đột nhiên xuất hiện gây sự với mình. Nhưng các hoàn toàn không hiểu ý cô, thậm chí còn tưởng là do con mèo này quá xấu nên lườm nó một cái. Mèo, con mèo Ragdoll lại kêu lên một tiếng dài, lông dựng đứng cả lên. Các càng chắc chắn đây là lý do Ava không thích con mèo này. Tôi ném nó đi rồi bắt con khác. Nói xong liền quay người đi về phía góc tường. Con mèo lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, kêu vài tiếng rồi bắt đầu chạy toán loạn. "Đừng." Giang Lưu Huỳnh bất lực kéo tay các lại, rõ ràng giữa hai người còn cách một lớp vải, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng tỏa ra từ người đối phương, hơi nóng đó dần dần thậm chí còn truyền qua lớp vải đến đầu ngón tay cô. Giang Lưu Huỳnh như bị bỏng liền nhanh chóng rụt tay lại. May mà các không tiếp tục đi về phía trước mà quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Tôi bảo anh trả con mèo này lại, sau này đừng tặng tôi nữa, dù là mèo hay vàng bạc đá quý, tôi đều không thích, cũng không cần, anh hiểu chưa, tôi nói không phải tiếng Trung Quốc à. Giang Lưu Huỳnh không tiếc lời giải thích từng chữ từng câu để đối phương hiểu ý mình. Ai ngờ các vẫn không chịu buông tham mà tiếp tục hỏi. Tại sao? Cô thích gì? Giang Lưu Huỳnh còn chưa trả lời thì cư dân mạng trong phòng livestream đã không nhịn được mà mắng. Thật sự không biết xấu hổ, mình đã làm gì còn bắt Giang Lưu Huỳnh trả lời sao? Giang Lưu Huỳnh thiếu mấy thứ này của anh sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi đi, đừng nghĩ tặng chút quà nhỏ là có thể xoa dịu được người ta. Thật ra món quà này cũng không nhỏ, hay là cứ nhận đi, người anh hùng không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt. Giang Diệm nhìn thấy câu này thì tức đến chết, mắng. Đồ hám tiền, chị tôi mới không bị mấy thứ nhỏ nhặt này mua chuộc, những tổn thương mà chị ấy phải chịu không phải chỉ vài lời xin lỗi cộng thêm chút đồ vật là có thể giải quyết được. Tên phản bội như anh ta thì đáng lẽ phải chết mới xứng đáng với những vết thương mà chị Huỳnh phải chịu. Khi nói những lời này, Giang Diệm hoàn toàn không quan tâm đến hai khuôn mặt ngày càng tái nhợt bên cạnh. Giang Tư Niên không chịu nổi nữa mới hét lên, im miệng, Giang Diệm khó hiểu quay đầu lại, còn chưa kịp hỏi thì đã bị Giang Thành Du cho một cái vào đầu. Có lẽ cú đánh này cũng có tác dụng, sau khi bị đánh Giang Diệm liền im lặng ngồi xổm xuống. Giang Tư Niên và Giang Thành Du nhìn nhau. Vì chúng ta không có quan hệ gì cả, tôi không dám nhận quà của anh. Giang Lưu Huỳnh trên TV đột nhiên lên tiếng trả lời. Ba người trong phòng giam cùng lúc lại nhìn về phía TV. Cô ấy dùng không phải là không nhận, mà là không dám nhận. Phẩm thư võng HTTPS, www, vote, đà. Giang Lưu Huỳnh không muốn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ phức tạp nữa, không muốn chịu đựng sự phản bội thêm một lần nào nữa. Họ thậm chí không cùng một loại người. Giang Lưu Huỳnh cũng không biết hiện tại cô tồn tại dưới dạng sinh vật gì nữa. Tất cả mọi người đều muốn máu của cô, tất cả mọi người đều muốn lợi dụng cô, giống như cô là con mồi, còn những người khác là thợ săn. Cơ thể cô từ khi được cải tạo đã định sẵn là không bình đẳng với những người bình thường khác. Nếu có thể, cô thà làm một con mèo. Tồn tại trên thế giới này theo một cách không quá hữu dụng, cũng không quá nổi bật. Giang Lưu Huỳnh cứ nghĩ miên man như vậy, bất chi bất giác đã đi đến trước mặt con mèo Ragdoll đang run rẩy. Đã đến rồi thì cứ an ủi nó một chút, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó, meo mèo ngã. Con mèo nhỏ dường như ngay lập tức quên đi tất cả sự bất an mà các mang lại, vô cùng ngoan ngoãn cọ quậy vào cô. Đây là lần đầu tiên Giang Lưu Huỳnh chủ động chạm vào loài động vật lông xù này, cảm giác rất khác so với tưởng tượng của cô, vừa yếu ớt vừa mềm mại. Không giống con chó Rottweiler mà anh hai nuôi, cứ thấy người là lao vào. Con mèo nhỏ này ngoan ngoãn đến mức khiến cô nhớ đến con rắn nhỏ đã cùng cô vượt qua một quãng thời gian rất khó khăn rất lâu trước đây. Hình như, nó rất sợ anh, nếu vậy thì anh cứ lấy những thứ trên bàn đi. Giang Lưu Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Các vừa nãy còn đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nghe thấy câu này thì lập tức ngẩng đầu lên đầy phấn khởi, tưởng đối phương định nhận con mèo rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Lưu Huỳnh lại khiến anh ta mất hết sức lực. Con mèo này lát nữa tôi sẽ tự trả lại cho Afra, nhưng tôi sẽ không xin lỗi cô ấy thay anh đâu. Mèo, mèo meo. Con mèo nhỏ như hiểu chuyện, Nhưng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn chầm chầm Giang Lưu Huỳnh như đang hỏi tại sao cô lại đuổi nó đi. Giang Lưu Huỳnh cười không nói gì, chỉ xoa đầu nó con mèo tưởng là cô không đuổi nó đi nữa nên lập tức nhảy vào lòng cô tìm một tư thế thoải mái nằm xuống các nhìn cảnh này vàng bạc đá quý cô ấy không thích nên không nhận nhưng con mèo này cô ấy rõ ràng thích tại sao lại không anh ta nên làm gì đây anh ta không thích cảm giác xa lạ hiện tại tim anh ta chua xót còn đau nữa tại sao lại như vậy tôi vừa định nói thì các lại phát hiện giọng mình khàn đặc cổ họng mũi mắt đều đau và sót hình như tôi bị ốm rồi các buồn bã nói giọng điệu đầy ủy khuất nhưng câu trả lời anh ta nhận được chỉ là phòng y tế bây giờ có người đoạn phim kết thúc trong phòng giam yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói lắp bắp của giang diệm chị huỳnh có khi nào vĩnh viễn không tha thứ cho chúng ta nữa không giống như chị ấy đối với các vậy đúng vậy dù các đã làm tổn thương giang lưu huỳnh nhưng anh ta là người tỉnh ngộ nhanh nhất lại còn tặng nhiều quả quý giá như vậy từng là người của gia tộc giàu có họ có thể nhìn ra giá trị của những món đồ trang sức này ngay lập tức. Nhưng những thứ đó vẫn không thể lay chuyển Giang Lưu Huỳnh, chỉ có thể nói rõ cô ấy không quan tâm đến những thứ vật chất bên ngoài này. Và tất cả những ảo tưởng bù đắp lỗi lầm bằng vật chất của họ đều tan vỡ vào lúc này. Hơn nữa chúng ta còn làm quá đáng hơn các, lại còn chậm trễ nhiều năm như vậy. Giang Diệm gần như ngay lập tức mất hết sức lực sau khi hiểu ra những điều này, cả người ủ rũ ngồi bệt xuống đất, giữa lưng vào tường lầm bẩm Chị Huỳnh sẽ không tha thứ cho chúng ta nữa, sau này chúng ta sẽ giống như tên ngoại quốc này, bị chị ấy ghét bỏ. Không đúng, còn bị ghét bỏ hơn tên ngoại quốc đó, chị ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với chúng ta nữa. Lời nói của Giang Diệm trở thành giọt nước tràn ly đối với hai người còn lại. Phòng giam im lặng như chết, hiếm khi khiến người canh gác bên ngoài tưởng họ đã đào tẩu. Tò mò liếc nhìn vào bên trong. Cái nhìn này thật không thể tin nổi, ba người đàn ông cao to ngồi sổm dưới đất khóc lóc là chuyện gì vậy? Thật mất mặt. Người canh gác khinh bỉ trong lòng, ngồi trở lại chỗ cũ. Không, ai ngờ anh ta vừa chạm vào ghế đã bị tiếng hét bên trong làm cho giật mình, mông lệch sang một bên rồi ngã xuống đất. Chúng ta không giống nhau, anh ta không phải người thân của Huỳnh Huỳnh, các chỉ là người xa lạ quen biết Huỳnh Huỳnh chưa được mấy ngày, tôi thì không, tôi là anh trai của cô ấy. Giang Tư Niên đột nhiên nói lớn, như đang trả lời Giang Diệm, cũng như đang tự thôi miên bản thân. Nhưng anh ta đã quên mất mình và Giang Lưu Huỳnh không phải anh em ruột, anh ta chỉ là người nhân tạo được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Giang Mẫu mà thôi. Nếu nói trong số họ có người nào có quan hệ huyết thống với Giang Lưu Huỳnh thì chỉ có Giang Thành Du. Lý do là khi Giang Duo phát hiện vật thí nghiệm số 1 sắp thất bại, bà ta đã tiêm gen của mình vào, cứu sống sinh mệnh sắp chết này. Đủ rồi, tôi không muốn nghe những chuyện không liên quan đến mình nữa, nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể cứu cô ấy, làm thế nào mới có thể cứu Huỳnh Huỳnh, nói cho tôi biết. Bạch Ly không thể nào nghe tiếp những điều mà Bạch Hoài Sơn nói ra nữa, những chuyện mà anh ta không hề quan tâm anh ta đến đây tìm ông ta là để cứu giang lưu huỳnh còn những chuyện này dù giang thành du có quan hệ huyết thống với giang lưu huỳnh thì sao anh ta đã vứt bỏ trái tim của huỳnh huỳnh chỉ riêng điều này thôi bạch ly cũng có thể chắc chắn rằng dù thế nào huỳnh huỳnh cũng sẽ không tha thứ cho anh ta nữa nhưng vấn đề là bây giờ phải làm sao để huỳnh huỳnh sống lại mỗi lần nghĩ đến đây tim bạch ly lại nhói đau mà bạch hoài sơn vẫn thong thả kể lại những chuyện không quan trọng trong quá khứ ông rốt cuộc có nói hay không anh ta không nhịn được nữa liền túm lấy cổ áo bạch hoài sơn cho đến khi ông ta hoàn toàn rời khỏi xe lăn lúc này bạch ly mới ngạc nhiên phát hiện cha mình hoàn toàn không bị tàn tật đôi chân của bạch hoài sơn đứng vững vàng trên mặt đất vì hai người cao gần bằng nhau nên bạch ly cũng không có bất kỳ ưu thế nào ngược lại còn bị ánh mắt lạnh lùng của ông già làm cho chấn động buông tay gần như ngay khi ông ta nói bạch ly liền buông tay ra anh ta lớn lên dưới ánh mắt lạnh lùng như vậy của cha mình đối với điều này đáng lẽ anh ta nên quen rồi nhưng không biết tại sao nó lại trở thành bóng ma trong lòng anh ta cậu muốn cứu giang lưu huỳnh cô ta là gì của cậu bạch hoài sơn vừa nói vừa cúi đầu chỉnh lại cổ áo vẻ mặt ung dung cao cao tại thượng đó khiến bạch ly muốn rớt ông ta ngay lập tức nhưng không được ông ta là cha anh ta ông ta là người duy nhất biết cách cứu giang lưu huỳnh ba môi bạch ly run nhẹ sau khi gọi một tiếng này thì quỳ một gối xuống cầu xin ba cứu con dâu của ba vừa dứt lời cơ thể anh ta liền nặng trĩu Đầu gối còn lại cũng đập mạnh xuống sàn nhà cứng lạnh. Quỳ hai gối xuống, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Bạch Hoài Sơn chưa từng thấy anh ta như vậy, đứa con trai kiêu ngạo của ông ta, dù trước kia bị ông ta dùng gậy đánh cũng chưa từng như vậy. Nhưng tiếc là, trong lòng ông ta vẫn không hề gợn sóng, giống như người xa lạ không liên quan. Chỉ có một điều duy nhất có thể khiến ông ta dao động chính là câu nói con dâu cuối cùng của Bạch Ly, "Ừ, con dâu." Bạch Hoài Sơn chưa bao giờ cảm thấy buồn cười như vậy nước mắt ông ta như sắp trào ra ba bạch ly thấy mắt ông ta đột nhiên ướt át thì hơi khó hiểu hỏi nghĩ thầm chẳng lẽ hành động của mình cuối cùng cũng đã chạm đến ông ta nếu vậy thì sau khi ông ta cứu sống huỳnh huỳnh mình sẽ tha cho ông ta nhưng ngay sau đó bạch ly đính hôn với em gái ruột của mình thì cảm giác thế nào một câu nói nhẹ nhàng giống như một quả bom hạng nặng nổ tung bên tai bạch ly khiến anh ta choáng váng tiếng nổ vang dội thậm chí còn có tiếng vọng em gái ruột đính hôn hai từ ngữ chẳng liên quan gì đến nhau lúc này lại gắn chặt với nhau siết chặt trái tim gần như ngừng đập của bạch ly kẻ lừa đảo bạch ly lắc lắc cái đầu dối bời khi ngẩng lên lần nữa ánh mắt tràn đầy kiên định ông đang lừa tôi không thể nào làm sao giang lưu huỳnh có thể là em gái ruột của anh ta được họ không hề giống nhau một chút cũng không muốn biết đáp án thì tự cậu đi làm xét nghiệm adn chẳng phải sẽ biết sao bạch hoài sơn không tranh luận nữa mà mệt mỏi ngồi xuống xe lăn chính vẻ mặt chắc chắn này của ông ta càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng bạch ly thêm lớn sợ hãi đến mức sống lưng anh ta run lên cả người đứng đó cúi gập người xuống giống như một con chó ướt sũng bị rội nước lạnh tất cả những điều này là do anh ta biết dù bạch hoài sơn không phải là một người cha tốt nhưng có một điều ông ta làm tốt hơn bất kỳ người cha nào trên đời ông ta chưa bao giờ lừa dối anh ta chưa bao giờ vì vậy những lời ông ta nói bây giờ rất có thể là sự thật anh ta và giang lưu huỳnh là anh em ruột Tất cả nhận thức của Bạch Ly dường như sụp đổ hoàn toàn vào lúc này, bao gồm cả những ảo tưởng của anh ta, thế giới thuộc về họ sau khi Giang Lưu Huỳnh tỉnh lại. "Tôi là, cô ấy, người đàn ông ấp úng định nói gì đó, nhưng khi sắp nói ra thì cổ họng như bị keo dính chặt, không phát ra tiếng nào. Là cô ấy, cô ấy là con của tôi và Giang Nhược." Bạch Hoài Sơn trực tiếp đoán được câu hỏi của anh ta, nói ra mà không hề giấu giếm. Chính sự thẳng thắn này càng khiến Bạch Ly thấy ghê tởm ông ta hơn, mắt đỏ ngầu lại một lần nữa túm lấy cổ áo ông ta hét lớn nếu vậy thì tại sao ông còn dùng giang lưu huỳnh làm thí nghiệm cô ấy là con gái ruột của ông con gái ruột của ông sao ông có thể nhẫn tâm như vậy bạch ly nghẹn ngào từ lúc tự mình thừa nhận thân phận của giang lưu huỳnh hốc mắt anh ta không thể kìm nén được nước mắt nữa cứ thế tuôn trào không ngừng trước kia anh ta kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu đối với điều này bạch hoài sơn chọn cách im lặng chỉ là lần này ông ta không dùng ánh mắt đó để cảnh cáo đối phương nữa giống như ngầm thừa nhận sự tàn nhẫn sự lạnh lùng của mình bạch ly cũng đã biết từ lâu tính cách coi trọng sự nghiệp hơn tất cả của cha mình nhưng lúc này vẫn không cam lòng từ bỏ truy hỏi khao khát có được một câu trả lời nói cho tôi biết sao ông có thể nhẫn tâm để con gái ruột của mình chịu đựng những đau khổ đó là vì vì cô ấy là con gái hay là cô ấy có điểm nào khiến ông không hài lòng hay là mẹ cô ấy đã đắc tội với ông tóm lại Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là Giang Lưu Huỳnh, là em gái của anh ta? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, tại sao lại bắt cóc Giang Lưu Huỳnh? Không có tại sao. Bạch Hoài Sơn đột nhiên lên tiếng, trong cổ họng có chút chua xót khó nhận ra. Nhưng Bạch Ly đang ở bên bờ vực mất trí làm sao có thể chú ý đến những chi tiết này. Bây giờ anh ta chỉ tràn đầy đau buồn và phẫn nộ. Nếu Huỳnh Huỳnh biết người biến cô ấy thành như vậy, người hại chết cô ấy là cha ruột của cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Nếu cô ấy biết, người đính hôn với cô ấy là anh trai ruột của cô ấy, cô ấy sẽ thấy ghê tởm đến mức nào. Câu nói sau là Bạch Ly lặng lẽ nói với chính mình trong lòng. Trước đó, anh ta rõ ràng có hàng ngàn cách để giữ Giang Lưu Huỳnh ở bên cạnh mình. Nhưng bây giờ, huyết thống lại trở thành khe rãnh lớn nhất và không thể vượt qua trong suốt cuộc đời của họ. Khoảnh khắc này, Bạch Ly cảm thấy lý tưởng mà mình theo đuổi đều vỡ tan thành bọt biển, còn anh ta chỉ là sinh vật phù du trôi nổi vô định trên biển. Nhắm mắt lại, dường như vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh giang lưu huỳnh gọi anh ta là anh bạch thì ra anh ta thực sự là anh trai của cô ấy ngay khi bạch ly định đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái thì hình ảnh đột nhiên thay đổi mà không có dấu hiệu báo trước người vừa nãy còn rụt rè gọi anh ta là anh trai đột nhiên bị trói bằng xích sắt nằm sấp trên mặt đất máu me đầm đìa lê cái đuôi dài cầu cứu anh ta anh trai cứu em ba muốn rớt em rồi lại chuyển sang cảnh tiệc đính hôn chiếc váy cưới trắng tinh khôi bị nhụm đỏ còn cô ấy thì không ngừng bò về phía ngược lại với anh ta, vừa khóc vừa nói: "Anh trai của tôi là cầm thú, là ác ma." A, à, Bạch Ly hét lên một tiếng rồi mở mắt ra, vẫn là chiếc xe lăn quen thuộc, người quen thuộc. Vừa rồi đều là ảo giác, hoặc là do linh hồn của Huỳnh Huỳnh biến thành. Bạch Ly mơ màng giơ tay lên, nhìn kim đồng hồ, chính xác là 2 giờ chiều. Đã hơn 12 tiếng rồi. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc. Giang Lưu Huỳnh không thể quay lại nữa rồi, cô ấy đã chết chết vì sự tự phụ của anh ta, chết vì sự nhẫn tâm của cha anh ta, chết vì sự vu khống của mọi người. Tất cả mọi người đều là hung thủ rớt chết cô ấy. Bạch Ly từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu, lẩm bẩm. Đều là lỗi của ông, ba, ba, là ông đã hại chết cô ấy, hại chết con. Nhưng tiếng ba liên tục này vẫn không thể đánh thức chút tình phụ tử nào của Bạch Hoài Sơn. Ông ta ngồi trên xe lăn lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này xảy ra. Cho đến khi Bạch Ly tuyệt vọng trèo lên cửa sổ trong phòng. Đây là tầng 8 con bé không chết. Bạch Hoài Sơn cũng không biết mình nói câu này với tâm trạng gì, có lẽ là may mắn, cũng có lẽ là đau buồn và tiếc nuối. Vì con bé sẽ không chết, cũng sẽ không gặp tôi, gặp cậu. Giọng Bạch Hoài Sơn ngày càng nhỏ dần, ánh mắt cũng dần trở nên trống rỗng, cho đến cuối cùng ông ta từ từ nhắm mắt lại, thở dài, "Hãy sống tốt, thay tôi chuộc tội." Ngay khi nói xong câu này, người đàn ông đột nhiên rút con dao gam giấu dưới xe lăn ra, sau đó không chút do dự đâm vào tim mình, phập ba mắt bạch ly đỏ ngầu nhìn cha mình kết liễu mạng sống chỉ trong vài giây máu phun ra như suối thậm chí còn có vài giọt bắn vào mắt anh ta ba bạch ly lập tức nhảy xuống khỏi cửa sổ gọi thêm một tiếng nữa khi chạm vào thi thể của cha mình đầu óc anh ta trống rỗng bên tai dường như vẫn còn vong vẳng câu nói cuối cùng của ông ta thay tôi chuộc tội giống như lời chăn chối của bạch hoài sơn dành cho anh ta cũng là sự giải thoát cho sinh mạng của chính ông ta bạch hoài sơn đã chết cái chết đột ngột không ai ngờ được con quỷ đã hại chết vô số thiếu niên thiếu nữ vô tội cuối cùng lại chết một cách tầm thường ở viện dưỡng lão. Nghe nói là tự sát. Sau khi thi thể ông ta được đưa đi, các y tá trong viện dưỡng lão bắt đầu bàn tán. Ê ê, các người biết không, ông già vừa chết đó chính là tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Bạch Thị, Bạch Hoài Sơn, cũng là con quỷ làm thí nghiệm trên người người ta đang gây xôn xao gần đây đó. Chết cũng đáng đời, gây ra nhiều tội ác như vậy, chết cũng là quá nhẹ. Thôi nào, tôi đã tận mắt chứng kiến Lúc Bạch Hoài Sơn chớt con trai ruột của ông ta còn có mặt ở đó, chớt như thế nào, ai mà biết được chứ. Bạch Ly không ngoài dự đoán bị còng tay bằng còng bạc và bị áp giải đến đồn cảnh sát. May mà trong phòng có camera giám sát và một bức thư tuyệt mệnh. Nếu không thì dù anh ta có mười mù một miệng cũng không giải thích nổi. Nhưng cũng nhờ cảnh sát điều tra kỹ càng, Bạch Ly mới có cơ hội phát hiện ra bức thư, tuyệt mệnh dán dưới gầm giường. Mở ra, dòng đầu tiên viết. Gửi Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh, Ta không biết con có thể nhìn thấy bức thư này hay không, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, ta vẫn quyết định viết bức thư này. Ta biết con hận ta, hận ta đã tiêm thuốc vào người con, hận ta đã dùng con làm thí nghiệm, hận ta đã nhốt con cùng với thú dữ và độc vật, nhưng điều con hận ta nhất có lẽ là ta lại là cha ruột của con. Và những bất hạnh trong đời con, phần lớn đều bắt nguồn từ người cha này. Là ta đã mang đến cho con vô vàn đau đớn và tra tấn, cũng là ta đã khiến con mất đi tuổi thơ và cuộc sống bình thường. Đây đều là những lỗi lầm mà ta không thể nào bù đắp nổi, cũng là nỗi ân hận cả đời của ta. Lúc này con đang đọc thư chắc sẽ thấy ta rất giả tạo đúng không? Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ vậy, xem ra chúng ta đúng là cha con ruột, chỉ vài câu nói là đã nhìn thấu nhau rồi. Phẩm thư võng HTTPS, www, vot, à, để ta đoán tiếp xem nào, bây giờ con chắc đang nghĩ ta rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức có thể bỏ rơi cả con ruột của mình, thậm chí còn coi con như đồ vật để giao dịch con chắc chắn cũng đang đau lòng, tại sao Giang Nhược lại sẵn sàng phản bội hôn nhân của mình để sinh ra con với một người như ta. Nhưng nếu nói cho con biết sự thật có thể khiến con thấy ta không đến mức độc ác tột cùng thì, ta rất sẵn lòng dùng cách này để lấy lại chút hình ảnh cuối cùng của một người cha. Giang Nhược là sư tỷ của ta, chúng ta cùng nghiên cứu khoa học sinh học, ví dụ như hai anh trai của con, con đã biết rồi đúng không? Họ là người nhân tạo do Giang Nhược tạo ra trong phòng thí nghiệm. Chỉ có con mới là con ruột do cô ấy mang thai 10 tháng sinh ra. Còn tại sao cha con là ta, nói thật cho con biết đi, thực ra ta cũng chỉ mới nhớ ra gần đây thôi. Dù con tin hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Hồi đó ta và Giang Nhược cùng nhau vào sâu trong rừng, là để tìm một loại cây thuốc huyền thoại có khả năng hồi sinh người chết, nhưng không ngờ vừa vào khu vực trong cùng chúng ta đã hít phải sương mù gây ảo giác. Loại sương mù này sẽ khuếch đại lòng tham, dục vọng trong lòng tất cả những người hít phải, và lòng tham của ta, có lẽ là ở mẹ con. Đoạn này bị gạch đi rồi lại viết viết đi viết lại nhiều lần mới quyết định được cuối cùng bạch hoài sơn vẫn thừa nhận tình cảm của mình với giang nhược về đến nhà ta tự thôi miên bản thân để quên đi chuyện này vì ta không biết phải đối mặt với mẹ con như thế nào sư tỷ cũng rất ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa sau đó ta đột nhiên biết cô ấy có thai nhưng điều ta không ngờ là cô ấy lại vì con mà từ bỏ nghiên cứu của chúng ta từ bỏ lời hứa hẹn thay đổi thế giới mà chúng ta đã cùng nhau lập ra chỉ muốn làm một người vợ hiền người mẹ tốt để nuôi dạy con lớn lên Rõ ràng lúc trước đã nói rõ rồi, kết hôn chỉ là để mẹ cô ấy yên tâm, tạo ra hai anh em Giang Tư Niên chỉ là để người đàn ông đó nối dõi tông đường. Còn sư tỷ, chỉ là kế hoạch của riêng chúng ta. Ta hận cô ấy phản bội ta, nhưng lại không biết tất cả những điều này đều liên quan đến ta. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy giấu ta cũng là vì lúc đó ta đã kết hôn với mẹ của Bạch Ly. Đến khi Giang Thành Du được nuôi dưỡng thành công, ta mới nhận ra mình cũng cần một người con trai để kế thừa sự nghiệp của mình. Vì vậy ta cũng chọn kết hôn với một người phụ nữ phù hợp, Bạch Ly là do thụ tinh trong ống nghiệm, trong mắt ta, anh ta không khác gì người nhân tạo của sư tỷ. Thực ra chỉ có con, Lưu Huỳnh, con mới thực sự là con gái của ta. Chỉ là ta không biết đó lại là con. Xin lỗi, ta lại giả tạo rồi. Nói những lời này cũng không phải để xin con tha thứ, chỉ là ta muốn nói với con, trong lòng ta, Bạch Ly mãi mãi đứng sau con. Sau này anh ta nhất định cũng sẽ hối hận khi đến ngày đó. Nếu con vẫn còn không vừa ý thì cứ rớt anh ta để hà giận. Nếu anh ta chống cự thì con cứ đến căn cứ của ta, tìm đến phòng điều khiển trung tâm. Bạch Ly cũng có chip mà ta cấy vào người, con có thể điều khiển anh ta thông qua chip này. Lạc đề rồi, nói tiếp về sau này. Thiếu đi tài năng của sư tỷ, mỗi thí nghiệm của ta đều khó khăn, nhưng điều này càng khiến ta xa đà vào khoa học sinh học. Ta rất muốn chứng minh rằng không có cô ấy, ta vẫn có thể làm tốt. Tiếc là ngày đó chưa đến mà ta đã nhận được tin sư tỷ qua đời kèm theo đó là tin con mất tích tất nhiên ta luôn biết con ở đâu lý do ta giấu con nói ra thật nực cười ta cho rằng con là người khiến ta và sư tỷ chia xa nên ta cũng muốn chia rẽ con và cha con để cho công bằng và từ khi mẹ con mất ta càng bị ám ảnh bởi những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không còn ràng buộc của luật lệ ta cuối cùng cũng có thể dùng người sống để làm thí nghiệm mà ta đã mong muốn từ lâu ta biết điều này đi ngược lại với ý nguyện của mẹ con phần sau đâu phần sau đi đâu rồi Bạch Ly liên tục xoa nắn hai tờ giấy trong tay, cũng lục soát khắp phong bì, nhưng vẫn không tìm thấy trang tiếp theo. Viên cảnh sát trước mặt nhún vai, rồi lại lấy ra còng bạc. Khi chúng tôi phát hiện bức thư này thì chỉ có hai tờ này thôi, còn phần còn lại. Qua điều tra, chúng tôi cho rằng ông có lý do để lấy trộm trang phân bổ tài sản trong di trúc của ông Bạch, xin hãy hợp tác với chúng tôi. Bạch Ly không ngờ tội danh vừa được gỡ bỏ lại đột ngột bị gán lại cho mình. Lý do còn là điều anh ta chưa từng nghĩ đến bạch hoài sơn đã nói rõ ràng trong hai trang thư trước rằng giang lưu huỳnh là con gái của ông ta nếu vậy thì cô ấy cũng là người thừa kế của bạch thị dù cảnh sát đều biết tập đoàn quốc tế giang thị đã công nhận cô ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ giang nhưng họ vẫn hy vọng dòng dõi danh giá nhà họ bạch cũng có thể thuộc về cô ấy chứ không phải là tiến sĩ giả dối này thậm chí coi đó là sự bồi thường của con thú bạch hoài sơn cho cô ấy cũng được cô gái này đã trải qua quá nhiều khổ cực lại còn tốt bụng vị tha tài năng xuất chúng ưu điểm quá nhiều nhiều đến nỗi họ không hề có chút ác cảm nào với người giàu có chỉ mong cô ấy có thể bình an hạnh phúc và giàu có sống hết quãng đời còn lại tiếp tục làm một người tốt một người tốt bụng ngay khi mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc bạch ly đột nhiên lên tiếng tôi không đồng ý với lý thuyết nghi ngờ của các người không đồng ý anh dựa vào cái gì mà không đồng ý nghe vậy nữ cảnh sát bên cạnh lập tức nổi giận thậm chí còn không quan tâm đến thân phận nữa mà bắt đầu mắng kết quả nghiên cứu của nhà họ bạch những năm qua đều dựa vào giang lưu huỳnh bây giờ vị thế của bạch thị ở bắc kinh một nửa đều là công lao của cô ấy cô nói đúng bạch ly không chút do dự tiếp lời dưới vẻ mặt ngạc nhiên của các cảnh sát tiếp tục nói vì vậy người thừa kế của bạch thị là giang lưu huỳnh tôi không có ý kiến tôi không đồng ý với việc các người nghi ngờ tôi lấy trộm di trúc hiện tại dưới sự tác động kép của camera giám sát và bản cam kết của bạch ly anh ta nhanh chóng được thả sau một giờ trầm tĩnh anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó Bạch Hoài Sơn nói trước khi chết, con bé sẽ không chết, sẽ không gặp tôi, gặp cậu, bao gồm cả nửa câu trong thư của ông ta. Máy trích xuất ký ức cũng là do cậu. Nghĩ đến đây, sống lưng Bạch Ly lại một lần nữa cúi xuống, mái tóc đã lâu không được chăm sóc che khuất cả mắt, râu ria mọc đầy. Tôi hình như đã hiểu rồi. Cùng lúc đó, Selina cũng đến bệnh viện. Qua thông tin do thuộc hạ cung cấp, cô ta cơ bản có thể xác định người đó đang ở bệnh viện này. Đi thôi. Không phải cô nói Ava đang ở trong đó sao? Mau vào rớt người đi rồi nhiệm vụ hoàn thành. BETE vẫn nôn nóng thúc giục, sợ rằng đối phương do dự một chút thì ngay lập tức thân phận nội gián của anh ta sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Dù anh ta hiểu rõ Selena sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng chỉ cần Ava chết đi, livestream sẽ không tiếp tục nữa. Đến ngày Selena biết được sự thật thì anh ta đã về Mỹ và được cảnh sát bảo vệ rồi. Còn chờ gì nữa, đi thôi. BETE càng nghĩ càng thấy khả thi vội vàng định đẩy cô ta vào nhưng tay vừa đưa ra đã bị đối phương né tránh còn bị mắng bằng giọng điệu đe dọa tên béo mập chớt tiệt nếu dám đụng vào tôi thì tôi sẽ cho ngón tay của anh rơi xuống đất vĩnh viễn không lắp lại được khuôn mặt pete -E lại tái mét như gan lợn ở trong tổ chức cũng bị con đàn bà này khinh thường tổ chức sụp đổ rồi lẽ nào còn phải sợ cô ta sao dù bây giờ không có súng anh ta không tin là đấu tay không lại không đánh lại nổi một người đàn bà nửa phút sau trên hình ảnh lại là PETE bị Selena đạp xuống đất. Theo lý thì một cảnh sát làm nhiệm vụ bí mật không nên yếu đuối như vậy, nhưng vì những chiếc phi tiêu của Selena. Chất tiệt, sao lúc trước anh ta lại không nghĩ đến việc mang theo vũ khí bên người? Selena thấy ánh mắt tràn đầy thù hận của đối phương thì lập tức thu chân lại, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đối đầu, ít nhất. Cô ta cần biết đối phương đang giấu giếm bí mật gì. Nghĩ đến đây, Selena chủ động kéo anh ta dậy nói. Đừng vội, dù sao tên phản bội này sớm muộn gì cũng phải chết, không bằng xem hết ký ức của cô ta rồi hãy rớt. Lúc này cô ta vẫn chưa nghĩ đến tên phản bội thực sự đang ở ngay trước mặt mình, sự nghi ngờ đối với PETE -E chỉ là liên tưởng đến việc dò dỉ thông tin về bom mà thôi. Chưa liên hệ với vụ vây bắt hiện tại. PETE -E nghe đối phương nói muốn xem hết livestream thì lập tức tuyệt vọng, hôm nay là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng, khoảng cách thời gian giữa Ava và hiện tại không đến vài năm. Lẽ nào phải ra tay trước rớt Selena mình mới có thể đi? Không không không. BETE đột nhiên nghĩ ra một cách hay. Cô ở đây xem livestream, tôi đi tìm khắp bệnh viện này, bây giờ cô ta đang trích xuất ký ức thì chắc chắn không thể di chuyển được, khi tôi tìm thấy cô ta thì sẽ lập tức khống chế. Nghĩ kỹ thì cũng có lý, nhưng Selena sợ anh ta đột nhiên bỏ trốn. Tôi đi cùng, xem livestream trên đường đi, BETE, DM, phòng livestream, sau một loạt màn tình cờ gặp gỡ kiểu cách của các, cư dân mạng dần dần miễn dịch với khuôn mặt đẹp trai này chán chết tên đàn ông này rồi, ảnh hưởng đến vận đào hoa của Huỳnh Huỳnh rồi. Tôi thấy anh chàng da ngăm đen kia khá hợp với Huỳnh Huỳnh. Không được, con lai sinh ra sẽ đen đen xấu xí, phải là kiểu chó con trắng trẻo như các mới được. Đừng nói linh tinh, tên đó nhìn là biết đa tình, các cũng không trung tình, còn sinh con, sinh mẹ anh à, theo tôi thì thả ở bên em gái nhỏ ngọt ngào đáng yêu của chúng ta, mãi mãi trẻ trung. Phẩm thư võng HTTPS, www.vot.com Nói đến đây thì mọi người đều im lặng, vì hình ảnh Giang Lưu Huỳnh ôm mèo lúc nãy vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Mèo, mèo 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 con đàn bà này lại có mèo khác, ta không đi với cô ta đâu. Con mèo đôn kêu meo meo rất lâu, dù Afra có kéo thế nào cũng không chịu đi, cứ ôm chặt lấy chân Giang Lưu Huỳnh không chịu buông. Tên tiểu yêu nữ tóc ngắn tức điên người, nhất định phải chặt đứt móng vuốt của con mèo rồi mới mang về. Cuối cùng Giang Lưu Huỳnh không chịu nổi đôi mắt long lanh của con mèo mới ngăn lại. A a a đây là mèo của tôi. Afra dậm chân, nếu không phải vì còn có các đang nấp ở góc phòng như một vệ sĩ thì cô ta đã ra tay rớt người cướp mèo rồi. Dù sao vũ khí sinh học của cô ta cũng là mạnh nhất trong toàn tổ chức, chỉ có các mới có thể đe dọa cô ta một chút. Hay là, tôi mua nó được không? Giang Lưu Huỳnh kéo đuôi mèo, không kéo được, rất ngại ngùng nói. Kẻ xấu, con mèo hôi, tôi ghét các người. Afra không chịu nổi sự xúc phạm này, lập tức quyết định ném một quả bom khói độc để rớt chết hai người và một con mèo kết quả là chưa kịp giật dây nổ chân đã bị một viên đá bay tới từ đâu đó làm cho quỳ xuống đất giang lưu huỳnh nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy cô gái ngã xuống không biết có phải vì chân vẫn còn ôm một con mèo nên hai người cùng ngã về phía giang lưu huỳnh tiểu yêu nữ ở trên giang lưu huỳnh ở dưới cảnh tượng này lập tức kích thích dục vọng của không ít cư dân mạng em gái kiêu kỳ đáng yêu mời chị gái dịu dàng trí thức đây chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo sao nói thật đi hoàn hảo nhưng tôi thấy giang lưu huỳnh ở trên thì tốt hơn hợp hợp với tôi, thật không? Afra vừa xuống máy bay nhìn thấy câu này lập tức mặt đỏ lên, nếu không phải vì cô ta vẫn còn nhớ từ đây đến vị trí mà những người đó đã chỉ định cần một khoảng thời gian thì cô ta sợ là sẽ đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ về khả năng này một lát. Dù sao tổ chức đã sụp đổ, cô ta cũng không còn chỗ nào để đi, những ngày còn lại định sẽ ở bên cạnh Ava. Vậy thì với tư cách người nuôi dưỡng tiếp theo, cô ta đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Vì vậy, việc trước mắt là phải cứu cô ta khỏi tay các Selina và PETE. -E. Rồi sau đó hãy suy nghĩ kỹ lại lời đề nghị của những người này, để Ava ở trên. Còn về tổ chức đang bị bao vây, không sao đâu, không sao đâu, cô ấy đã đặt bom xong rồi, tệ lắm thì cùng chết cũng được mà. Không được không được, tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện cứu Ava. Nói xong, Afra liền mở ứng dụng trên điện thoại gọi một chiếc trực thăng đưa mình từ sân bay đến bệnh viện số 1 Bắc Kinh. Còn tại sao Selina và những người khác lại không nghĩ đến? Thì chỉ đơn giản là vì họ không nghĩ đến bên kia thì bạch điểu hội lý đã vượt xa tiến độ của tất cả mọi người đứng thẳng trước thi thể của giang lưu huỳnh thầy đùa sao chứ bạch điểu hội lý không thể tin được cảnh tượng trước mắt là thật người cô ấy nhớ thương bấy lâu nay hiện tại lại nằm bất động trên tấm kim loại lạnh lẽo rõ ràng lúc trước đối phương không nói với mình như vậy mà thầy rõ ràng nói là chỉ cần mình thả cô ấy về nước một thời gian sau khi cô ấy hoàn thành kế hoạch sẽ quay lại ở bên hội lý nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch không những không liên lạc với mình mà minh chủ động đến trung quốc tìm cô ấy cũng bị bỏ qua Mà minh lại khó khăn lắm mới tìm thấy đối phương lại nằm bất động trước mặt mình như vậy dù cô ấy gọi thế nào cũng không có phản ứng cô lừa tôi giang lưu huỳnh cô lừa tôi cô căn bản không định quay lại phải không lồng ngực không phập phồng đã đủ chứng minh tình trạng của cô ấy hội lý ghét cô chỉ thấy cô ta nói xong câu này thì đột nhiên đưa tay ra bóp cổ giang lưu huỳnh nắm chặt không buông nhưng chỉ vài giây sau liền buông tay ra yếu ớt dựa lên người cô ấy cuối cùng cô ta quỳ xuống từ từ cuối người xuống nằm lên người giang lưu huỳnh khóc lóc nhưng cô ta khóc không phải vì bị lừa dối mà là vì lòng mềm yếu của mình nếu là người khác dám lừa cô ta thì phản ứng đầu tiên của cô ta đương nhiên là rớt chớt đối phương nếu người đó đã chớt thì sẽ đánh xác hoặc là tiêu diệt toàn bộ gia đình họ cả gia đình cùng chớt nhưng người đó lại là thầy của cô ta là người phụ nữ mà cô ta tôn trọng và yêu thích nhất trên thế giới ngay khi bạch điểu hội lý chuẩn bị bế người trong lòng ra ngoài thì Selina và những người khác ở trên cũng đang chuẩn bị đi thang máy xuống tầng hầm. Tức tức tức, ngay khoảnh khắc cả hai cùng bước vào thang máy, đèn trong thang máy đột nhiên nhấp nháy, kèm theo tiếng điện giật từ đâu đó chuyển đến. BETE -E nghĩ không thể bị mắc kẹt ở đây, lập tức lao về phía cửa thang máy chưa đóng kín, Selina không để ý thì anh ta đã chạy thoát. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô ta trong thang máy đập cửa gào thét. BETE, -E, mày cho tao quay lại đây, mày định đi đâu? Không ngờ anh ta đã chuồn mất rồi ngay khi cô ta tức giận nhấn nút báo động khẩn cấp thì chiếc điện thoại vẫn đang mở màn hình đột nhiên vang lên cô là kẻ phản bội trong tổ chức phải không sau một thoáng ngây người selina nhanh chóng cúi đầu cầm lấy điện thoại những cảnh tượng đời thường lúc nãy không biết từ bao giờ đã thay đổi thành cảnh chỉ có ava và pete ở bên nhau đặc biệt là câu hỏi của ava lúc nãy khiến người ta vô cùng khó hiểu thông tin về lô bom mới đó là do cô tiết lộ cho cảnh sát giang lưu huỳnh lại lên tiếng ban đầu cô chỉ định làm như không biết gì cả trốn tránh. Nhưng người đàn ông trước mặt lại cố tình khiêu khích cô, nhất định phải gán tội danh này lên đầu cô, không tiếc nửa đêm cho cô uống thuốc mê chỉ để nhét bằng chứng vào phòng cô. Tưởng rằng lần này mình nói rõ ràng với anh ta thì đối phương sẽ từ bỏ ý định, ai ngờ PETE -E lại thẳng thừng nhận tội, còn thuận tiện tiết lộ thân phận của mình. Đúng vậy, là tôi tiết lộ, đồng thời tôi còn là nội gián do cảnh sát cài vào tổ chức. Nghe thấy câu này, Marcelina lập tức đỏ lên. Cô ta không bao giờ ngờ PETE lại là nội gián mà cảnh sát đã cài vào từ lâu. Nếu đúng vậy, thì cũng có nghĩa là hồ sơ của PETE thuộc FBI mà họ nhìn thấy trong phòng họp cũng là thật. 20 năm làm việc cùng nhau đều là giả dối. Trong lòng Selina bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Cô ta thà rằng sự thật là PETE đã bị tổ chức khác mua chuộc hoặc là bị cảnh sát đe dọa. Tất cả lý do khiến anh ta phản bội giữa chừng đều được, ít nhất là phù hợp với phỏng đoán của cô ta. Chỉ có một điều cô ta không thể chấp nhận, đó là PETE -E tuyệt đối không phải là nội gián từ đầu. Nếu không thì sự tin tưởng 20 năm của họ sẽ trở thành một trò hề, chưa từng có một khoảnh khắc nào là thật. Còn PETE -E trên màn hình vẫn tiếp tục khiêu khích. Những người thông minh như cô, FBI chúng tôi muốn chiêu mộ từ lâu rồi, gia nhập chúng tôi, hoặc là, trước ngay bây giờ, tiểu thư Ava, hãy chọn một trong hai đi. Xem kìa, xem kìa, làm phản đồ rồi còn muốn kéo cả Ava xuống nước, nếu Ava lần này không đồng ý thì rất có thể họ đã hiểu lầm cô ấy. Có nghĩa là người phá hủy căn cứ và người tiết lộ vị trí căn cứ đều là PETE, -E, còn Ava là vô tội. Selina cuối cùng cũng hiểu tại sao PETE -E lại lo lắng như vậy trên đường đi, thì ra là sợ mình nhìn thấy những điều này. Rắc rắc, người phụ nữ nắm chặt hai tay, khớp xương ngón tay kêu lên tiếng động giòn tan do dùng sức quá mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ ngày nào giờ như bị bao phủ bởi xương giá, lạnh lẽo đến giận người. Cha, đây là cái gọi là thuộc hạ tốt đã theo ngài suốt 20 năm. Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt sắc bén như thể có thể xuyên thấu cánh cửa thang máy dày đặc và bắn về phía PETE ở đằng xa. Nhưng thang máy lại đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại. Không gian chật hẹp, cộng thêm môi trường tối tăm. Hơi thở của Selena đột nhiên trở nên gấp gáp, đôi mắt vừa còn ngập tràn lửa giận giờ đây lại trở nên hoảng loạn và căng thẳng, thậm chí đến điện thoại cũng cầm không vững mà làm rơi xuống đất. "Người đâu? Người đâu? Cho tôi ra ngoài!" cô ta không thèm nhặt lên, lại hét lên một cách tuyệt vọng, sau đó dùng cả hai tay bám vào cửa thang máy, đồng thời liên tục thốt ra những câu chửi tục. God damn it, you son of a bitch. Chỉ là lần này sức lực rõ ràng yếu hơn nhiều so với trước, sau vài phút cửa vẫn không nhúc nhích, khép chặt. Điều đáng ngạc nhiên là, ngay khi đèn màn hình điện thoại tắt, Selina lập tức chuyển từ trạng thái điên cuồng sang im lặng như chết, chỉ có tiếng thở gấp trong không khí chứng minh sự tồn tại của cô ta. Cứ thế rằng con nửa phút sau. Selina từ từ ngồi xuống, hai tay không ngừng sờ soạng trên mặt đất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên khuôn mặt cô ta dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Hệ thống làm lạnh của thang máy vẫn hoạt động tốt nhưng chán cô ta lại đầy mồ hôi. Điều may mắn duy nhất là cuối cùng cô ta cũng sờ được, màn hình sáng lên. Cô gái xinh đẹp này, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi có thể cho cô một cơ hội nữa để lựa chọn. Hy vọng cô hiểu rằng, đãi ngộ của chúng tôi tốt hơn họ nhiều lắm. Một giọng nam truyền đến từ điện thoại nhưng selina hoàn toàn không còn sức lực để xem người nói là ai toàn thân đẫm mồ hôi dựa sát vào tường thang máy thở hồn hển sau khi khôi phục lại chút tỉnh táo thì liền lấy ra túi thơm trong túi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại khỏi chứng sợ hãi không gian chật hẹp thật sự đã quá lâu quá lâu rồi cô ta không có cảm giác này cô ta còn tưởng rằng bệnh của mình sẽ không tái phát nữa ai ngờ may mà cô ta luôn mang theo túi thơm mà các tặng nói là có thể làm giảm bớt bệnh của cô ta và thực tế cũng đúng như lời các nói Bệnh của cô ta đã hai năm không tái phát nữa rồi. Dù cô ta cũng rất ngạc nhiên khi một người như khúc gỗ lại biết bệnh tình của mình và tặng thứ này cho mình. Nhưng dù sao cũng là cô ta đã giúp anh ta cứu Ava trước, coi như là quả đáp lễ cũng không có gì lạ. Sau một giây, đèn thang máy đột nhiên sáng lên, lập tức kéo lại dòng suy nghĩ của Selena, cô ta không nhịn được mà mắng một câu. Cái thang máy chớt tiệt. Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng cô ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại. Còn bối cảnh lúc này chắc chắn không phải trong căn cứ, cư dân mạng chỉ cần nhìn người đàn ông mặc quân phục màu xanh đang ngồi trước mặt Giang Lưu Huỳnh cũng có thể biết. Ồ, cảnh sát, vậy thì tốt rồi, Giang Lưu Huỳnh mau gia nhập họ đi. Đúng đúng, còn do dự hay từ chối nữa sao? Gật đầu đồng ý luôn đi. Không phải, vấn đề là Giang Lưu Huỳnh cô ấy chỉ muốn làm một người bình thường, còn cách hỏi của cảnh sát này các người thấy có lạ không? Vừa dọa nạt vừa dụ dỗ. Vậy thì sao? không gia nhập họ lẽ nào lại gia nhập tổ chức ngầm đó sao? Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, Giang Lưu Huỳnh có tài năng như vậy thì nên phục vụ nhân dân. Nếu không thì tôi sẽ không thích cô ấy đâu. Phẩm thư võng HTTPS, www.vot, à, ông điên à thích hay không thích, mật khẩu gì đấy, biến đi. Tuyệt vời là pharaoh chúng ta được cứu rồi. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhìn thấy những bình luận này thì mặt tối sầm lại, những người trẻ tuổi này có quên rằng Giang Lưu Huỳnh là người Trung Quốc không? gia nhập cảnh sát Mỹ để cống hiến cho nhân dân Mỹ. Xin lỗi, tôi chỉ muốn trở về nước mình, không muốn gia nhập bất kỳ bên nào. Đây là câu trả lời mà Giang Lưu Huỳnh đưa ra sau một phút suy nghĩ. Không ngoài dự đoán, người đàn ông đối diện khi nghe thấy câu xin lỗi đầu tiên của cô liền dơ súng lên, đầu súng đen ngòm chĩa vào đầu Giang Lưu Huỳnh. Không phải cùng một dân tộc thì lòng dạ nhất định khác nhau, đó là lẽ thường ai cũng biết, họ cũng không ngoại lệ. Còn hơn là để một thiên tài rơi vào tay đối phương thì thả hủy diệt ngay từ đầu. Ngay sau khi hành động này xuất hiện, trên màn hình bình luận không còn thấy những người nói muốn gia nhập nữa. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, dưới áp lực như vậy, Giang Lưu Huỳnh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn dám dùng giọng điệu đe dọa tương tự nói. Trong người tôi có chip định vị, nếu tôi chết ở đây thì PETE -E nhất định không thoát khỏi liên quan, dù sao tôi cũng là người mà anh ta phụ trách áp giải. Khi nói câu này, trong lòng Giang Lưu Huỳnh cũng rất hoảng loạn, vì có một câu trong ba câu là giả, chip, cô ấy đã tháo ra rồi cảnh sát cấp cao như bên kia chắc chắn đều đã học qua tâm lý học. Bây giờ chỉ có thể liều xem họ có phát hiện ra hay không, hoặc là liều xem họ có đặt nghi ngờ vào câu thứ hai hay không. Nhất định, từ nay rất khéo léo. Giang Lưu Huỳnh nhìn thấy sự nghi ngờ của đối phương, lập tức nói tiếp. Anh cứ đi tìm PETE -E để xem những gì tôi nói có đúng hay không, bây giờ rớt tôi thì không có lợi gì cho anh cả. Vừa dứt lời, cửa đã mở ra từ bên ngoài, PETE -E vội vã bước vào nói. Thượng tá, ngài đừng rớt người phụ nữ này, thượng tá chống cằm, nhớn mày hỏi, họ sẽ nghi ngờ anh. BETE -e khoanh tay tự hào nói, không phải vậy, tôi đã ẩn náu bên cạnh họ 20 năm rồi làm sao có thể bị nghi ngờ chỉ vì để mất một tên phản đồ. Nói rồi bắt đầu kể lể về khả năng của mình. Cuối cùng dưới ánh mắt ngày càng thiếu kiên nhẫn của thượng tá trung niên thì anh ta dừng lại, ho khan hai tiếng nói. Khụ khụ, là chip, chip cô ấy nói là thật. Góc môi giang lưu huỳnh khẽ cong lên khi không ai nhìn thấy. Nhưng đề nghị tiếp theo của PETE e. lại khiến biểu cảm của cô ấy cứng đờ trở lại. Hay là dùng thuốc độc đặc chế để khống chế phạm nhân mà chúng ta có cho cô ta uống, mỗi tháng cho một lần thuốc giải." PETE e. nói rồi liếc nhìn Giang Lưu Huỳnh, khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô ấy thì trong lòng vô cùng đắc ý. Anh ta là người phân biệt chủng tộc nặng, dù tính cách và ngoại hình của Giang Lưu Huỳnh có tốt đến mấy thì trong mắt anh ta cũng không thể nào sánh được với sự khác biệt về chủng tộc. Hơn nữa họ còn là kẻ thù, vì vậy lòng dạ anh ta càng muốn không cho thuốc giải để giang lưu huỳnh chớt luôn cho rồi để tôi suy nghĩ đã thượng tá ta khoát tay rồi cúi đầu suy nghĩ lẽ nào thực sự phải để thiên tài như vậy chạy thoát sao hồ sơ cho thấy thuốc mà người phụ nữ này nghiên cứu rất hữu ích với họ tiếc nuối chính là bản năng của họ với tư cách là người lãnh đạo có lẽ anh ta có thể tìm người xem có thể lấy chip trong người người phụ nữ này ra hay không rồi giữ lại vài tháng chắc chắn sẽ chấp nhận họ không có lý do gì mà họ lại làm tệ hơn những tên cướp và sát nhân ngay khi người đàn ông cầm điện thoại định gọi thì Pete -E như có khả năng tiên tri lại đến bên tai anh ta nói thêm: Chip trong người Ava là do bên Trung Quốc cung cấp, với kỹ thuật của chúng ta thì phải mất một thời gian mới lấy ra được. Rớt cô ta thì tiện hơn. Thượng tá sắc mặt nghiêm trọng, chip của Trung Quốc từ nửa thế kỷ trước đã trở thành số một thế giới, quả thực rất khó khăn. Cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Pete. Pete -E -E đảo mắt, vui vẻ tiếp tục thì thầm chúng ta cứ giả vờ sẽ cho cô ta thuốc giải, thực chất chỉ là bịt miệng cô ta, đợi đến lúc đó thì cô ta sẽ không còn là mối đe dọa với chúng ta nữa. Thực ra Giang Lưu Huỳnh nghe rõ mồn một, cô cúi đầu xuống, tiếp tục giả vờ sợ hãi run rẩy. Phải nói khuôn mặt cô ấy rất có khả năng lừa người, chỉ cần cúi đầu thôi cũng khiến nhiều cư dân mạng đau lòng đến mức cắn khăn tay. Đáng chết là Mỹ a a a a, mau thả con gái tôi đi. Hu 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 Huỳnh Huỳnh thật sự rất bất lực, rất đáng thương, tôi thực sự rất muốn ôm cô ấy nhưng Giang Lưu Huỳnh chỉ đang nghĩ, thuốc độc ở đây mạnh đến mức nào. Nhưng nghĩ đến việc trước đây ở chỗ Bạch Hoài Sơn, cô đã bị nọc độc bọ cạp, rắn độc và đủ loại độc khác, nhưng vẫn không hề hấn gì, có lẽ thuốc độc của họ cũng không ăn thua. Sau đó, trên màn hình thiếu đi hình ảnh Giang Lưu Huỳnh, mọi người đoán rằng họ lại định nói chuyện riêng tư. Nhưng đối với người có thính giác siêu phàm thì dù đổi phòng, dù có tường cách âm dày nửa mét cũng không có tác dụng gì. Không chỉ có tiếng nói mà còn có cả hình ảnh. Vẫn là đoạn phim cô bị thượng tá mắng mỏ thấy cảnh này bước chân bỏ chạy của pete -E dừng lại tại chỗ chửi bới trước màn hình lớn ngoài trung tâm thương mại những người lớn tuổi xung quanh cũng không hiểu anh ta nói gì chỉ thấy người nước ngoài này rất giống kẻ xấu trên tv liên báo cảnh sát khi pete -E nhận ra mình không đeo mặt nạ thì đã bị đám đông vây quanh còn phía bên kia selina cũng đã phần nào hiểu được tình hình lúc đó lãnh đạo cảnh sát xem ra đã quyết tâm thu phục ava chỉ là pete -E thiếu mắt nhìn lại dám cãi lại cấp trên mới bị mắng một trận nhưng điều này cũng chứng tỏ Ava rất có thể sẽ không trở thành đồng phạm của cảnh sát, nếu không thì PETE -E chắc chắn sẽ không vội vàng muốn rớt cô ấy như vậy. Dù muốn rớt thì cấp trên cũng sẽ không cho phép. Dầm, thang máy đột nhiên bắt đầu di chuyển xuống, nhưng ngay khi Selena đứng dậy chuẩn bị đi ra thì thang máy lại kẹt. Điều duy nhất thay đổi là cô ta có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài là một người phụ nữ Nhật Bản. Thang máy này sao thế? Sao lại không chạy nữa? Bạch điều hội lý rất muốn ôm Giang Lưu Huỳnh chờ thang máy nhưng thời gian dài thì sẽ có những rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Thuộc hạ cúi đầu, do dự trả lời, có lẽ, hỏng rồi. Nhưng nơi này được xây dựng dưới lòng đất nhất định sẽ có lối thoát hiểm. Cô chủ yên tâm, tôi đi tìm ngay. Nói xong liền biến mất không thấy bóng dáng, sợ bị chút giận. Bạch điều hội lý cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn Giang Lưu Huỳnh đang nhắm mắt, tự nhủ. Không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng cứu cô trở lại, Lưu Huỳnh chan đừng sợ, sẽ không chết đâu. Selina không hiểu những người bên ngoài đang nói gì, chỉ biết đối phương vẫn đứng đó không đi. Vì an toàn, cô ta đã chuẩn bị tư thế tấn công, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ được mà thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cô ta thực sự rất muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ là ý chí của cô ta quá mãnh liệt, ký ức thực sự đã bắt đầu tua nhanh. Lúc này các lãnh đạo cấp cao của thần ảnh vẫn đang trốn trong hầm trú ẩn an toàn, nói chung là nhờ bom của Afra, bên ngoài gần như bị phá hủy thành một đống đổ nát. FBI muốn tìm những người còn sống thì ít nhất cũng cần 80 máy xúc cùng hoạt động trong 8 ngày. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc đó họ chưa bị chết đói. Thật không ngờ, PETE mới là nội gián. Ha ha ha, chúng ta cứ thế để anh ta chạy mất. Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa mà tự giễu cợt. Mọi người nghe vậy càng thấy khó chịu hơn, họ đã nghi ngờ Ava, thậm chí là các, nhưng không ngờ kẻ phản bội thực sự lại là PETE, người đã cùng họ sống chết suốt 20 năm. Giang Lưu Huỳnh chỉ cười cười, rồi dùng giọng điệu ngây thơ hỏi lại, "Đâu có độc nào đâu, xem này, rỗng tuếch." Nói xong, cô ấy vẫy tay, rồi quay người lại, đủ để chứng minh trên người cô ấy thực sự không có gì cả. Ngay khi PETE -E vừa gãi vừa nhìn cô ấy bằng ánh mắt độc ác, Giang Lưu Huỳnh đột nhiên đến gần, thì thầm bên tai anh ta một câu, "Không ai nói cho anh biết người thừa kế của loài rồng chúng tôi đều biết niệm chú sao?" Câu này, tất nhiên là giả cô ấy đã mất gần 3 năm trời mới luyện được kỹ thuật chế độc và dùng độc đến mức xuất thần nhập hóa, cô ấy dám đối mặt thì sẽ không chuẩn bị gì cả. Ai ngờ PETE -E lại bị dọa cho sợ, ánh mắt trở nên trong veo và ngớ ngẩn. Nhanh, nhanh chóng giải chú cho tôi. Nhưng ngay lập tức anh ta nhận ra mình bị lừa, lập tức lại trở lại vẻ mặt ban đầu, tức giận hét lớn. Không, không đúng, cô đang lừa tôi, cô đã hạ độc tôi rồi. Giang Lưu Huỳnh không phủ nhận, mà gật đầu xác nhận. Đúng vậy, muốn thuốc giải thì ngoan ngoãn nghe lời tôi bete sững -e sờ vài giây rõ ràng không ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận như vậy cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói được tôi biết cô muốn gì thuốc giải đúng không tôi còn có tôi chúng ta đổi chác nếu không phải bây giờ cơ thể anh ta đang ngứa ngáy khó chịu thì anh ta đã lao đến xé nát khuôn mặt xấu xí đó của người phụ nữ này rồi nhưng đợi đến khi lấy được thuốc giải cũng không muộn văn phòng của anh ta còn có điều khiển từ xa dự phòng chỉ cần bom nổ mình lại nói ra chuyện điều khiển từ xa trong tay Ava. Lúc đó tổ chức nhất định sẽ không tha cho cô ta, dù cô ta biết mình là nội gián thì cũng không ai tin cô ta. Cũng có thể đạt được mục đích của mình. Giang Lưu Huỳnh đương nhiên cũng bị hành động của người đàn ông này làm cho sửng sốt. Điều đầu tiên sau khi tỉnh táo lại là ngẩng đầu nhìn camera ở trên trần nhà, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì ở phía xa có vài gã đàn ông lực lưỡng cầm súng đi về phía cô. Được rồi, vậy thì đầu hàng. Cô ấy vừa nãy nhìn thấy rõ ràng, PETE -e không đeo găng tay, trên những quả bom đó chắc chắn đều có vân tay của anh ta. Được, bắt tôi đi, tôi hiểu sự nghi ngờ của các người, nhưng tôi thể là tôi không phản bội. Dù sao thì cũng chưa từng gia nhập. Giang Lưu Huỳnh thầm nghĩ trong lòng, rồi giơ hai tay lên, còn điều khiển từ xa thì không biết đã bị cô ấy ném đi đâu mất rồi. May mà vài gã đàn ông lực lưỡng đó cũng không phải là người không phân biệt phải trái, dù Ava không bằng PETE -e về vị thế trong tổ chức nhưng dù sao cô ấy cũng đã sống ở đây với mọi người bốn năm rồi vài gã đàn ông lực lượng suy nghĩ vài giây rồi cất súng đi nhưng ngay lúc đó dầm một tiếng nổ lớn phần trên hành lang sập xuống một mảng lớn người vừa nãy còn đứng thẳng tắp thì lập tức biến thành thịt vụn giang lưu huỳnh co đồng tử lại chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi này một viên đạn bay vụt qua bên má cô nhưng chưa kịp đến viên thứ hai thì mấy gã đàn ông lực lượng đó đã bị đè dưới bức tường sập xuống giang lưu huỳnh nhanh chóng quay lại phòng và trèo cửa sổ bỏ chạy sau sự cố vừa rồi, họ nhất định sẽ cho rằng bom là do cô ấy kích nổ. Thật không ngờ là PETE -E không có thiết bị kích nổ mà vẫn có thể kích nổ bom, giờ thì tốt rồi. Bom nổ rồi, camera giám sát chắc chắn cũng bị anh ta động tay động chân, cộng thêm những người chết này. Đêm nay nếu không chạy khỏi đây, thì sợ là khó thoát. Những viên đạn đó đều là loại đặc chế, khi bắn vào cơ thể sẽ đồng thời nổ tung bên trong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bụng PETE -E đã bị thủng một lỗ lớn, vô cùng kinh khủng, nằm xuống jemison hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ẩn nấp dùng đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh qua một lúc lâu vẫn không có tiếng động nào nữa ngược lại tiếng rên rỉ yếu ớt của pete -E càng lúc càng rõ pete jemison cảnh cáo gọi tên anh ta rồi bò đến bụng anh ta kiểm tra vết thương con cởi áo choàng của mình ra quấn quanh bụng pete -E để cầm máu cuối cùng thì thầm cô chịu đựng chút đi lát nữa gọi người đưa anh đi chữa trị nếu không có pete -E chặn trước có lẽ bây giờ người nằm dưới đất chính là ông ta. Nghĩ đến đây, các cơ trên mặt Jemison vô thức căng cứng. Nhưng ngay khi ông ta quyết định đuổi theo thì một bàn tay ôm lấy chân ông ta. Chủ, chủ, không, được, đuổi theo nữa, Ava này. Rõ ràng, rõ ràng có người tiếp ứng mà. BETE vẫn không quên nhiệm vụ của mình, mặc dù trong lòng đã chửi rủa những người tiếp ứng mù quáng này. Một người bên cạnh không nhịn được nói. Thủ lĩnh, chúng ta không thể cứ thế bỏ qua cho tên phản bội này. Cô ta đã rớt chớt hơn 10 anh em chúng ta. PETE -e thấy sắc mặt Jamison do dự, lại phải cố chịu đựng đau đớn nghiến răng nói: "Đừng vội, lúc này, trong người Ava không phải có chip định vị sao? Cứ để cô ta chạy đi, cuối cùng chúng ta sẽ bắt một lưới." Không biết có phải do nói quá kích động không mà PETE -e trực tiếp ngất xỉu. Một khoảng lặng. Jamison lặng lẽ lấy điện thoại ra, sau vài phút thao tác thì xuất hiện một vị trí GPS đang di chuyển với tốc độ cao điều này chứng tỏ lời pete -E nói là đúng ava thực sự có người tiếp ứng thậm chí còn làm hại những người bạn đồng hành thân thiết với cô ấy nói ở đây đương nhiên không phải là pete -E, mà là những người khác trong căn cứ bị bom làm bị thương tuy trong lòng không cam tâm không thể bắt người về thẩm vấn ngay lập tức nhưng cuối cùng vì biểu tượng đang ngày càng xa ông ta chỉ nói ra hai chữ về đi nhưng ông ta không biết chip đã không còn trong người giang lưu huỳnh nữa có hiển thị di chuyển chỉ là vì cô ấy sợ bị tổ chức nghi ngờ nên vẫn luôn mang theo bên người vừa nãy cô ấy đã ném chip đó cho một trong những người tiếp ứng để nó tiếp tục di chuyển còn giang lưu huỳnh thì lặng lẽ trốn đi lúc này đang nấp sau bụi cỏ theo dõi sát sao mọi chuyện đang diễn ra ở đây điều cô ấy không ngờ là cảnh sát lại chạy nhanh như vậy tưởng rằng họ không tìm thấy mình sẽ ở lại thêm một lúc nhưng như vậy càng tốt đã ra ngoài rồi thì chắc chắn sẽ không quay lại nữa nhân cơ hội này trốn thoát rồi về nước mọi chuyện ở nhà họ giang không thể cứ thế kết thúc bao gồm cả nhà họ bạch tất cả những gì họ đã làm với cô ấy không thể nào bỏ qua như vậy được. Ngay khi Giang Lưu Huỳnh đang liên tục nghĩ ra kế hoạch thì có tiếng động phát ra từ bụi cỏ bên cạnh. Sự thật đã được làm rõ, Giang Lưu Huỳnh chưa từng làm hại bất kỳ ai trong tổ chức. Lý do vị trí của họ bị kéo dài đến bây giờ mới bị bao vây chỉ đơn giản là vì họ còn nắm trong tay những thứ mà cảnh sát muốn có. Chúng ta quá tự tin rồi. Xin lỗi, Ava. Selena kiệt sức quỳ ngồi trên sàn nhà, ánh mắt cũng trở nên mờ nhạt. Cô ta suýt nữa suýt nữa thì đã rớt chớt cô ấy nếu không phải sự bất thường của pete đã khiến cô ta cảnh giác nếu không phải thang máy hỏng thì trời biết cô ta sẽ đưa ra quyết định nào khiến mình hối hận cả đời may mắn thay tất cả những điều đó đều không xảy ra chắc hẳn người cha đang xem livestream cũng đã biết sự thật rồi selina nhắm mắt lại thở dài một hơi nhưng ngay khi cô ta nới lỏng cảnh giác thì cửa thang máy đột nhiên phát ra tiếng động lớn mở ra hai người nhìn nhau qua cửa À Selena khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì theo bản năng muốn gọi tên trong ký ức. Nhưng trực giác mách bảo người trước mặt hoàn toàn không phải Ava, ánh mắt không đúng. Nhưng trên đời này có hai người giống nhau đến vậy sao? Cô là ai? Sau khi do dự, Selena vẫn chọn hỏi theo sự mách bảo của trái tim. Nếu cô ta đứng dậy lúc này, nhìn thấy khuôn mặt trong vòng tay của bạch điều hội lý thì sẽ biết người mà cô ta đang tìm kiếm thực sự đang ở ngay trước mắt. Ra ngoài, bạch điều hội lý liếc nhìn cô ta một cái không chút cảm xúc, rồi lại dùng ánh mắt cẩn thận nhìn xuống cô gái đang ngủ say. Dường như sợ tiếng nói lớn của mình làm cô ấy giật mình. Hành vi thiên vị này không ngoài dự đoán bị Selena khinh thường trong lòng. Vừa định đứng dậy hỏi tại sao khuôn mặt của đối phương lại giống Ava thì cô ta lại vô tình nhìn thấy cổ tay trắng bệch bất thường của cô gái đang ngủ say. Đây là tầng hầm bệnh viện, ai lại có thể trắng bệch như vậy, lại bất động nằm trong lòng một người khác. Ngoài người chết ra thì Selena không nghĩ ra khả năng nào khác. Cảm thấy buồn nôn cô ta nhanh chóng đứng dậy lùi lại vài bước, không muốn nhìn thêm một cái nào nữa. Cô ta còn muốn mắng một câu có bệnh, Nhật Bản đúng là dân tộc biến thái nhất, ai lại đến bệnh viện trộm xác chứ. Còn nhìn bằng ánh mắt đó, nhìn một xác chết phụ nữ. Tầng này chắc là nhà xác. Càng nghĩ càng thấy biến thái, Selina càng muốn rời khỏi đây.